Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 138. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Thí Thiên, Diệp Bắc Minh do dự mấy giây, sau đó từ từ nói, lão tổ, tôi không muốn lừa gạt ông. Nhưng thân phận của người này, tôi không thể nói cho ông được. Bởi vì quá sốc, nếu ông biết, nhất định sẽ không có lợi ích gì. Nghe vậy, trên khuôn mặt già nua của Diệp Thí Thiên hiện lên một tia thất vọng. Ông ta đối với Diệp Bắc Minh có thể coi như là lấy cả tim cả phổi ra. Tuy nhiên, Diệp Bắc Minh và ông ta căn bản không có quan hệ huyết thống. Nhưng Diệp Thí Thiên từ tận đáy lòng rất thích vị vãn bối này, cho nên mới nhận hắn là con cháu của mình. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại giấu kín bí mật này, Diệp Thí Thiên không thể không thất vọng. Được rồi, Minh Nhi, mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu ngươi không muốn nói, lão tổ cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Diệp Thí Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Bắc Minh đổi chủ đề, lão tổ, mặc dù tôi không thể nói cho ông biết, nhưng là ai nói cho tôi biết chuyện vô căn chi hỏa. Nhưng việc tôi muốn làm, có thể với ông. Nói xong, Diệp Bắc Minh nảy ra một ý nghĩ, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một kiếm phôi cổ xưa. Thanh kiếm này sao thế? Diệp Thí Thiên cau mày. Một phôi kiếm bán thành phẩm, tạo hình vẫn rất có nét và đơn giản. Không tệ. Diệp Thí Thiên đã bình luận như vậy. Diệp Bắc Minh cười nói, lão tổ, ông nhìn kỹ một chút. Trực tiếp ném thanh kiếm càn khôn chấn ngục đang làm dở dang một nửa, Diệp Thí Thiên vô thức giơ tay nắm lấy nó. Khoảnh khắc ông ta cầm vào thanh kiếm, một luồng khí thức cực kỳ sắc bén phát ra từ lòng bàn tay ông ta. Đây là hít. Diệp Thí Thiên hít một hơi khí lạnh, bất hủ đế kim. Làm sao có thể, thanh kiếm này lại. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, thanh kiếm này lại hoàn toàn được rèn từ bất hủ đế kim, hơn nữa còn được rèn thành phôi kiếm rồi. Minh Nhi, ai đã chế tạo ra thanh kiếm này? Nó đến từ đâu? Kim loại cấp đế. Trừ phi đại đế tự mình ra tay, nếu không thì muốn rèn thành hình còn khó hơn lên trời. Diệp Bắc Minh khế mỉm cười, lão tổ, thanh kiếm này là do tôi tạo ra. Kế tiếp, những chuyện về bất hủ đế kim đã xảy ra, làm thế nào có được bất hủ đế kim, tạo thành một phôi kiếm. Đều nói hết ra, 15 phút sau, lão tổ, chuyện là vậy đó. Bất hủ đế kim là do tôi dùng mẫu thạch hỗn độn diễn hóa ra. Phía sau tôi có một vị tiền bối thần bí. Cô ta nói dùng vô căn chỉ hỏa, có thể hoàn toàn luyện thành hình được kiếm càn khôn chấn ngục. Chí ít cũng có thể tiến vào hàng ngũ binh khí một nửa đại đế. Diệp Bắc Minh nhìn Diệp Thí Thiên với vẻ mặt thành thật. Nói đến đây, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khó nói, lão tổ. Về phần tên tuổi và thân phận của vị tiền bối đó, tôi thật sự không thể nói được. Sau khi nghe xong, Diệp Thí Thiên trợn tròn hai mắt, há hốc miệng. Ngươi, chết tiệt, Minh Nhi, ngươi lại. Giây tiếp theo. Ha 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 ha, không nói thì thôi, còn gì để nói nữa chứ. Diệp Thí Thiên không ngừng lắc đầu. Trong lòng đã tràn ngập niềm vui, ha 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 ha. Đến chuyện mẫu thạch hỗn độn, bất hủ đế kim Minh Nhi cũng đều nói với ta rồi. Ta còn điều gì không hài lòng nữa. Đứa trẻ này thực sự đã rút hết tim phổi ra với ta rồi. Nó không muốn nói về người đứng sau, chắc chắn là do người đó bắt nó thề. Đúng, nhất định là như vậy. Làm khó đứa trẻ này rồi, thật sự là một tấm lòng hiếu thảo. Thật sự đã làm khó nó rồi. Một đứa trẻ ngoan nồ. Nghĩ đến đây. Ánh mắt Diệp Thí Thiên nhìn Diệp Bắc Minh trở nên ấm áp. Hai, đứa trẻ này mà là cháu ruột của mình thì tốt biết bao. Chết tiệt, Diệp Thí Thiên, ngươi đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Kể từ hôm nay, Minh Nhi chính là cháu ruột của ngươi. Chấm, y ngắn. Ánh mắt Diệp Thí Thiên dần dần trở nên ngưng trọng, trong lòng đã quyết định tất cả. Minh Nhi, chuyện này tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai khác. Ngay cả Diệp Quỳnh cũng không được nói. Một khi để người khác biết trong tay ngươi có bất hủ đế kim, còn rèn được. Thành kiếm phôi, nhất định sẽ mang đến họa sát thân. Diệp Thí Thiên nghiêm túc cảnh cáo, nếu như bất đắc dĩ có người nhận ra thanh kiếm này. Ông ta giơ tay làm một động tác cắt cổ giết không tha. Tôi biết rồi, lão tổ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Diệp Thí Thiên rất hài lòng với phản ứng của Diệp Bắc Minh, ném thanh kiếm càn khôn chấn ngục lại. Minh Nhi, vô căn chi hỏa mà ngươi muốn, ta biết ở đâu có. Nơi đó gọi là vô căn chỉ địa, độc lập với đại đạo bên ngoài, không nằm trong ngũ hành. Diệp Bắc Minh nhìn sang, vô căn chỉ địa. Diệp Thí Thiên gật đầu, đúng vậy. Năm đó, sau khi đế chiến kết thúc, đại đế người thì chết, người thì mất tích. Toàn bộ nguyên thủy chân giới cũng vì thế mà sụp đổ, ở giữa đại lục xuất hiện một vết nứt không gian cực lớn.
pháp tắc nguyên thủy chân giới không thể sử dụng ở đó, các loại đại đạo cũng không giống với thế giới này. Có người mạo hiểm tiến vào nhìn xem, phát hiện trong đó có một lượng lớn vết tích thượng cổ, các loại mật bảo mà các tu võ cổ để lại. Ngày càng nhiều tu võ giả xông vào bắt đầu chiến đấu. Thậm chí một số tông môn, sau khi lấy được một vài bảo vật ở vô căn chỉ địa đã một bước trở thành thế lực đỉnh cao. Đột nhiên, Diệp Thí Thiên dừng lại, nhìn thật sâu vào Diệp Bắc Minh, nghe nói còn có người phát hiện ra binh khí đại đế đã bị hư hỏng ở vô căn chỉ địa. Loại bị đánh nát, Diệp Bắc Minh kinh ngạc, binh khí đại đế đã bị đánh nát. Lẽ nào vô căn chỉ địa là chiến trường của cuộc đế chiến năm đó? Diệp Thí Thiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, có rất nhiều người suy đoán như, vậy, đáng tiếc là không có người xác nhận. Sau này, để duy trì trật tự của nguyên thủy chân giới, tất cả thế lực đã liên hợp lại, quyết định mỗi một vạn năm sẽ mở ra vô căn chỉ địa một lần. Lần mở ra lần này, chính là ngày mèo có người phát hiện ra vô căn chi hỏa trong vô căn chỉ địa. Ngọn lửa này không thể lấy đi được, nếu ngươi muốn dùng ngọn lửa này để rèn kiếm thì phải đích thân đến đó một chuyến. Diệp Bắc Minh cười nói, vậy thì đi một chuyến thôi. Minh Nhi, có thể ngươi vẫn chưa hiểu. Ánh mắt Diệp Thí Thiên nghiêm túc, vô căn chỉ địa một vạn năm mới mở ra một lần, đây chính là con đường chết. Tuy nhiên, dưới cảnh giới tế đạo cấp 5 bị cấm đi vào trong đó. Nhưng, mức độ đổ máu và nguy hiểm vượt xa bất kỳ cuộc săn tìm kho báu nào trước đây của ngươi. Các đại đế huyết chủng tộc, vô số năm trở lại đây, ít nhất cũng có hơn 1.000 thánh tử đã chết ở trong đó. Thậm chí, 5 người đứng đầu trong bảng xếp hạng đế huyết, lần nào cũng có người chết, ngươi có hiểu không? Dù có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có vô căn chi hỏa, Diệp Bắc Minh nhất định sẽ đi. Nếu để mất cơ hội này, lẽ nào bắt hắn đợi một vạn năm? Hắn có thể đợi, nhưng cha mẹ, sư tỷ hắn không thể đợi được. Lão tổ, ý tôi đã quyết rồi. Được rồi. Ánh mắt Diệp Thí Thiên lóe lên, không nói thêm nữa, đúng rồi, còn có một quy định khác. Tu võ giả trên 3 tỷ năm tuổi bị cấm vào vô căn chỉ địa. Minh Nhi, người từ nhà tù số 7 ra, chắc vẫn còn rất trẻ đúng không? Diệp Bắc Minh nói, lão tổ, tôi năm nay 129 tuổi. 129 vạn tuổi, vẫn còn rất trẻ. Cảnh giới đại năng cấp 9, rất tốt. Diệp Thí Thiên cười gật đầu, tiền đồ vô hạn. Lão tổ, tôi 129 tuổi, không có vạn. Diệp Thí Thiên đột nhiên quay đầu lại, chết tiệt. Minh Nhi, ngươi nói cái gì? Lão tổ, tôi 129 tuổi, không có vạn. 129 tuổi, không có vạn, người mẹ kiếp mới chỉ 129 tuổi. Diệp Thí Thiên hoàn toàn hóa đá, chết lặng, hai mắt gần như lồi ra. Yêu nghiệt, ha 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 ha, ha 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 ha, trời ơi, đây có phải là sự thật không? Các liệt tổ liệt tông nhà họ Diệp, các vị nhìn thấy rồi chứ? Ha 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 ha, trong nhà họ Diệp, vô số cái đầu ngẩng lên, nhìn về hướng cấm địa. Trận pháp dao động, không gian rung chuyển. Ở trong cấm địa truyền đến tiếng cười điên cuồng của Diệp Thí Thiên. Lão tổ sao vậy? Sao lại kích động như vậy? Tất cả mọi người đều tràn ngập nghi hoặc. Một giờ sau, Diệp Bắc Minh lảo đảo đi ra từ cấm địa. Khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt. Đặc biệt trên má, trên trán có 3 vết hôn. Sao thánh tử lại trở nên như thế này? Trời ạ, chẳng lẽ là lão tổ sao? Có người trợn tròn mắt. Một người đàn ông trung niên bên cạnh tức giận hét lên, xuyệt. To gan. Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Lão tổ và thánh tử sao có thể? Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, nhanh chóng rời đi. Trở lại Huyền Phù Sơn, nơi ở của mình. Hắn lao vào phòng và rửa mặt mấy lần. Chết tiệt, vị lão tổ này cũng quá. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Sau khi Diệp Thí Thiên biết được hẳn chỉ mới 129 tuổi, đã trực tiếp phát điên rồi. Ôm hôn hắn như một bảo bối. Diệp Bắc Minh sau khi phản ứng lại liền bỏ chạy. Khó khăn lắm Diệp Thí Thiên mới bình tĩnh lại, há hốc miệng nhìn Diệp Bắc Minh, cười. Nụ cười đó khiến Diệp Bắc Minh sợ hãi, xoay người rời đi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lớn, ha 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 ha, tiểu tử, là cậu quá thiên tài, khiến cho Diệp Thí Thiên kích động. Một yêu nghiệt thiên tài 129 tuổi, cảnh giới đại năng cấp 9. Có thể giết chết cảnh giới tế đạo cấp 8. Sức chiến đấu ấn tượng này là duy nhất trong nguyên thủy chân giới. Diệp Thí Thiên làm sao có thể không kích động? Diệp Bắc Minh thở ra một hơi, tiểu tháp, có phải tôi đã lộ ra quá nhiều quân át chủ bài rồi không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngây ra một lát, sau đó trầm giọng nói, tiểu tử, tôi cảm thấy Diệp Thí Thiên không có ác ý với cậu, rất thành thật. Cậu đã tiết lộ nhiều con át chủ bài như vậy, cũng nhìn ra điểm này rồi đúng không?
Diệp Bắc Minh gật đầu, nếu không nhìn ra điểm này, tôi cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Nhưng, đây là một bước đi đúng đắn. Bass, đúng lúc đó, nhẫn chứa vật của Diệp Bắc Minh lóe lên. Một ý nghĩ, một miếng ngọc bội hình rồng, xuất hiện trong tay, huyết quang tỏa sáng. Đế ngọc, một giọt máu của Giao Trì bị phong ấn bên trong. Giao Trì, có chuyện gì thế? Diệp Bắc Minh, ta cảm ứng được vị trí của một đế thi. Chính là ở trong vô căn chỉ địa, cảnh giới của ngươi đã đạt đến cảnh giới đại năng cấp 9, bây giờ có thể lập tức xuất phát, chúng ta gặp nhau ở lối vào vô căn chỉ địa. Giao Trì nói một hơi. Đế ngọc mở đi. Diệp Bắc Minh khế cau mày, vô căn chi địa, trùng hợp như vậy sao? Đúng lúc này, trong nghĩa địa hỗn độn truyền đến một giọng nói, túc chủ, người phụ nữ của ngươi đã có phản ứng. Cái gì? Diệp Bắc Minh có một ý nghĩ. Linh hồn tiến vào nghĩa địa hỗn độn. Một bước đã tới trước mặt Hạ Nhược Tuyết. Chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết đang nhắm mắt, ngồi khoanh chân trên mặt đất, không khác gì lúc đầu. Tàng kiếm tiền bối, vừa rồi ông nói gì? Nhược Tuyết có phản ứng rồi. Chuyện là thế nào? Ở lối vào tầng 2 của nghĩa địa hỗn độn, tấm bia mộ cổ đó hơi tỏa sáng. Vừa rồi mí mắt Hạ tiểu thư dao động, dường như có phản ứng rồi. Tàng kiếm lão nhân trả lời. Diệp Bắc Minh giật mình, không thể nào. Lẽ nào thần hồn của Nhược Tuyết đã khôi phục được một chút? Không hề do dự, thần hồn hóa thành một đạo tia sáng, chìm vào giữa lông mày Hạ Nhược Tuyết. Lập tức tiến vào thế giới biển ý thức của cô. Xung quanh là bóng tối, vô tận, giống như một hố đen. Thần phủ ra đây. Diệp Bắc Minh triệu hồi ra thần phủ của mình, kim quang nở rộ, chiếu sáng bốn phía. Phút. Một bóng đen hoảng sợ, nhanh chóng bay đi. Muốn đi, Diệp Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, xác định bóng đen đó, trực tiếp đuổi theo. Lại là ngươi, cút đi. Bóng đen hét lên, tung ra một đòn tấn công. Hàng vạn chiếc rùi đen nhanh chóng quét tới, mang theo sự dao động thần hồn dữ dội. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kêu lên, tiểu tử, cẩn thận. Những chiếc rùi đen này đều là do thần hồn biến hóa, mang theo sự tấn công ở tầng thần hồn, một khi bị chạm vào, thần hồn của cậu sẽ bị tổn thương. Diệp Bắc Minh dậm chân một cái, thúc địa thành thốn. Lập tức tránh được. Đòn tấn công gần như sượt qua người hắn. Thúc địa thành thốn. Bóng đen giật mình, lập tức tức giận, người quả nhiên có quan hệ với tiện nhân đó, là ả ta phái người tới đây. Muốn giết ta, nằm mơ đi. Bóng đen vô cùng tức giận. Đột nhiên, khí thế tăng vọt. Giết. Cô ta nắm chặt năm ngón tay, trong tay cô ta hiện ra một thanh đao dài màu đen, sát khí trong nháy mắt ngưng tụ, chém không thương tiếc vào đầu Diệp Bắc Minh. Ngươi và Giao Chỉ có quan hệ gì? Lúc này, Diệp Bắc Minh lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ này. Giống hệt với Giao Chỉ, lẽ nào là thần hồn của Giao Chỉ? Không đúng, thần hồn của Giao Chỉ rõ ràng đang ở trong cơ thể của Bất Hủ Nhan. Một người chết còn biết nhiều thế làm gì? Cô ta bảo ngươi đến giết ta. Người còn nói nhảm nhiều như vậy. Buồn cười, người phụ nữ lạnh lùng lắc đầu. Thanh thần đao trong tay không ngừng nhảy múa, Diệp Bắc Minh lùi về phía sót. Không dám tiếp xúc với thanh thần đao màu đen, một khi chạm vào, thần hồn có thể bị tổn thương. Ta khuyên người tốt nhất nên dừng tay lại, sau đó chúng ta nói chuyện đàng hoàng, như vậy tốt cho cả ta và ngươi. Diệp Bắc Minh mắt nheo lại, giọng nói trở nên lạnh lùng, ta không rảnh nói nhiều với ngươi, ta đếm đến ba. Bài 2. Nằm mơ người phụ nữ cười khẩy. Một, tiếng cuối cùng vừa dứt. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Năng lượng hỗn độn, ra đi. Giây tiếp theo, một khối năng lượng hỗn độn từ nghĩa địa hỗn độn lao ra, lập tức chìm vào trong biển ý thức của Hạ Nhược Tuyết, bao vây lấy thân thể Diệp Bắc Minh. Ngưng tụi, Diệp Bắc Minh hét lên một tiếng. Năng lượng hỗn độn ngưng tụ thành hình dạng thanh kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, một kiếm chém rêu. Gầm gào. Cùng với tiếng rồng gầm, một con rồng màu đen lao ra, giống hệt con huyết long mà hắn thường triệu hồi. Chỉ khoảng 100 mét, nhưng sức sát thương của nó cực kỳ đáng sợ. Keng, một tiếng giòn giã, thanh thần đao màu đen trong tay người phụ nữ vỡ vụn. Phụt, con rồng màu đen đánh vào ngực cô ta, khiến cô biến thành một đám xương đen ngay tại chỗ, bay xa hàng trăm mét rồi lại ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, một chiếc lồng đen được ngưng tụ từ năng lượng hỗn độn, từ trên trời rơi xuống. Keng một tiếng, người phụ nữ đã bị nhốt trong đó. Nói, ngươi là ai, tại sao lại ở trong biển ý thức của Nhược Tuyết? Diệp Bắc Minh cầm năng lượng hỗn độn trong tay, hóa thành thanh kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, kề vào cổ của người phụ nữ. Chỉ cần cô ta dám nói nửa câu thừa thãi. Trực tiếp giết. Người phụ nữ hừ lạnh, ta là ai? Nếu ta nói với ngươi,
ta là Hạ Nhược Tuyết. Ngươi vẫn giết ta sao? Diệp Bắc Minh đã nghĩ tới vô số đáp án. Điều duy nhất không nghĩ tới là người phụ nữ này lại trả lời như vậy. Không thể nào. Hắn nheo mắt, ngươi là Hạ Nhược Tuyết, vậy thần hồn của Nhược ở đâu? Người phụ nữ cười lạnh lắc đầu, thân thể này vốn là của ta. Là ta đã cho cô ta sinh mệnh, bây giờ ta cần cơ thể này, ký ức vốn có của cô ta đương nhiên đã bị hủy diệt rồi. Ngươi nên từ bỏ ý nghĩ này đi, từ nay về sau, trên thế giới này sẽ không có Hạ Nhược Tuyết nữa. Ngươi nói cái gì? Diệp Bắc Minh tức giận đến toàn thân run rẩy, gầm lên cực kỳ giận dữ, người mẹ kiếp muốn chết à? Gào! Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trong tay gầm lên, bộc phát một cỗ sát khí ngập trời. Hơi thở tử vong khóa chặt thần hồn của người phụ nữ. Nói, rốt cuộc ngươi đã làm gì Nhược Tuyết? Sao ngươi lại ở trong ý thức hải của cô ấy? Rốt cuộc ngươi là yêu? Chuyện liên quan đến sống chết của Hạ Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh cực kỳ phẫn nộ. Thần hồn của người phụ nữ lắc đầu châm chọc, ngươi dám giết ta không? Nếu ngươi giết ta, Hạ Nhược Tuyết sẽ chết hẳn. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, không nói chứ gì. Ta có cách khiến ngươi nói. Anh điều khiển khí hỗn độn hóa thành vô số cây kim bạc. Phập, phập, phập. Những cây kim bạc đâm vào thần hồn của người phụ nữ, chúng điên cuồng đâm xuyên qua cơ thể cô ta. A, ngươi đã làm gì ta? Người phụ nữ kinh hoàng phát hiện, thần hồn của cô ta ngày càng yếu đi. Sau mười mấy nhịp thở, thế mà thần hồn của cô ta đã trở nên trong suốt rồi. Euro ó thể tan biến bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh, đợi đã. Trả lời câu hỏi vừa rồi của tai. Người phụ nữ sợ thật rồi, cô ta vội vàng nói, ta tên Giao Hy, em gái của Giao. Chì! Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, ngươi nói thật không vậy? Giao Hy gật đầu, ta có cần phải lừa ngươi không? Bọn ta là con gái của Đông Cực Đại Đế, phụ trách trông coi nguyên thủy chân giới. Kết quả bị kẻ khác hãm hại, cả hai đều bị giết, bởi vì trong người bọn ta có lực lượng của cha, nên thi thể của bọn ta không thể bị tiêu diệt. Kẻ giết bọn ta đã chặt xác bọn ta ra, rồi phong ấn trong các nhà tù khác nhau. Thần hồn của bọn ta cũng bị chia thành nhiều phần, đây chỉ là một phần thần hồn của ta, đi vào luân hồi để tìm cách trọng sinh thôi. Hạ Nhược Tuyết ở vị diện trái đất là người chuyển thế mà ta chọn chúng. Giao Hy nói liền một mạch. Diệp Bắc Minh đứng yên tại chỗ. Đầu ong ong. Con gái của Đông Cực Đại Đế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Các ngươi là chị em. Sao có thể chứ, ta chưa bao giờ nghe Giao Chỉ nói về chuyện này. Diệp Bắc Minh khó mà tin được, Giao Chỉ bảo ta là, Đại Đế sinh ra từ hư không, trấn thủ nguyên thủy chân giới. Là một bộ phận cường giả có mặt đầu tiên ở nguyên thủy chân giới, thế mà các ngươi còn có cha nữa hả? Lại còn là chị em nữa. Giao Hy hừ lạnh một tiếng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Giao Chỉ đã lừa ngươi. Diệp Bắc Minh nhíu mày, cô ta lừa ta làm gì? Giao Hy buồn cười. Cô ta không lừa ngươi, liệu ngươi có cam tâm tình nguyện tìm đế thi giúp cô ta không? Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, anh cân nhắc, tiểu tháp, ông thấy lời cô ta nói, đáng tin bao nhiêu phần trăm? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, nửa thật nửa giả, bổn tháp thấy, lời cô ta và Giao Chỉ nói đều không đáng tin. Diệp Bắc Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm thần hồn của Giao Hy, rồi trầm ngâm mấy giây. Nếu đã vậy, tại sao ngươi lại ở đây? Thần hồn của Nhược Tuyết vẫn còn tồn tại đúng khôn. Đây mới là điều Diệp Bắc Minh quan tâm nhất, thần hồn của Hạ Nhược Tuyết có còn sống không? Giao Hy gật đầu, thần hồn của cô ta vẫn còn sống, bị ta nhốt lại rồi. Vốn dĩ ta định nuốt luôn thần hồn của cô ta để tăng cường sức mạnh, nhưng ta nghĩ dù gì cô ta cũng dẫn ta tìm được máu đế thi, giúp ta thức tỉnh. Ta nghĩ, giữ lại mạng cho cô ta, có khi vẫn còn hữu ích. Diệp Bắc Minh kích động, người mau giao thần hồn của Nhược Tuyết ra đây. Điều làm mọi người bất ngờ đó là... Giao Hy suy nghĩ một lát, xong lắc đầu. Không giao ra chứ gì. Diệp Bắc Minh nắm bàn tay lại, số kim bạc hóa thành tử khí hỗn độn lại lần nữa đâm vào người Giao Hy. Thần hồn của Giao Hy lăn lộn đau đớn, nhưng cô ta vẫn cắn răng, ha 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 ha. Diệp Bắc Minh, người coi ta là kẻ ngốc đấy à? Ta giao thần hồn của Hạ Nhược Tuyết ra, kết quả có khi chỉ có một con đường chết. Người có giỏi thì diệt luôn thần hồn của ta đi, ta cho Hạ Nhược Tuyết bồi táng cùng. Còn nếu không, ngươi hãy nghe điều kiện của ta này. Nghe thấy lời này, Diệp Bắc Minh cố nén cơn giận trong lòng. Anh khoát tay một cái. Kim bạc bay ra, lơ lửng ngay gần thần hồn của Giao Hy cô ta mà dở trò, anh sẽ tiếp tục tra tấn. Nói, anh quát. Giao Hy lạnh lùng nói, ta muốn ngươi giúp ta tìm một khối đế thi. Diệp Bắc Minh phẫn nộ nói,
ngươi còn ra điều kiện với ta ư? Anh khống chế kim bạc, chuẩn bị tiếp tục tra tấn. Giao Hy bật ra một câu, đây là điều kiện bắt buộc để thần hồn Hạ Nhược Tuyết thức tỉnh. Kim bạc dừng lại, nó chỉ còn cách Giao Hy chưa đến một thước. Tại sao? Bởi vì thần hồn của ta quá mạnh, cơ thể của người phụ nữ này không thể tiếp nhận được. Chỉ cần thần hồn của ta vẫn còn trong cơ ta sẽ mãi mãi không tỉnh lại được. Nghe thấy câu này, đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên một tia sát ý. Giao Hy vội vàng bổ sung thêm một câu, người đang nghĩ, diệt thần hồn của ta xong, để thần hồn của Hạ Nhược Tuyết quay về đúng không? Nói cho người biết, không có khả năng. Hạ Nhược Tuyết sinh ra vì ta, nếu thần hồn của ta bị hủy diệt, cô ta cũng bỏ mạng. Nói cho người biết, như vậy thì ngay cả tư cách luân hồi cô ta cũng không có, thần hồn tan biến, biến mất hoàn toàn. Diệp Bắc Minh thầm cả kinh. Anh im lặng. Một lúc sau, giọng Giao Hy vang lên, bây giờ, hãy nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt bật ra một câu, vừa nãy Giao Trì liên hệ với ta, phát hiện một khối đế thi ở vô căn chỉ địa. Ngày mai, ta sẽ lên đường tới vô căn chi địa, những gì ngươi nói, tốt nhất là thật. Không thì, ta sẽ cho ngươi biết, thế nào gọi là sống không bằng chết. Chỉ với một ý niệm, thần hồn đã ra khỏi ý thức hải của Hạ Nhược Tuyết. Sau khi ra khỏi nghĩa địa hỗn độn, Diệp Bắc Minh lấy tinh thạch vũ trụ ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Nâng cao thực lực, đó luôn là vật đảm bảo mạnh nhất. Sáng hôm sau, Diệp Bắc Minh đã hấp thu hết số tinh thể vũ trụ trong 3 chiếc nhẫn chữ vật, tổng cộng là 300.000 tỷ cân. Từ cảnh giới đại năng tầng 9, anh đã tăng lên cảnh giới đại năng tầng 9 đỉnh phong. Chỉ còn cách cảnh giới đại đạo một tầng giấy mỏng, nếu đột phá thì không đủ thời gian, thôi cứ đến vô căn chỉ địa trước vậy. Diệp Bắc Minh nói nhỏ. Anh chậm rãi đứng lên, ra khỏi núi Huyền Phù, Diệp Thí Thiên dẫn theo một nhóm người đã đợi ở đây từ sớm. Trông thấy Diệp Bắc Minh, Diệp Thí Thiên nở nụ cười hài lòng, Minh Nhi. Mới có một đêm mà hình như cảnh giới của Minh Nhi lại vững hơn vài phần rồi. Mau để lão tổ xem nào, nét mặt mọi người hơi cổ quái. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, nghĩ đến biểu hiện điên cuồng của Diệp. Thí Thiên hôm cùa. Anh ngại ngùng ho khan hai tiếng, lão tổ, hay là ta cứ đến vô căn chỉ địa trước đi. Phải rồi, bọn họ là, anh hướng mắt nhìn sang mấy người kia, trừ Diệp Quỳnh ra, còn có 8 nam nữ trẻ ở cảnh giới tế đạo tầng 5. Diệp Thí Thiên giải thích, mỗi lần vô căn chi địa mở ra, mỗi thế lực có thể dẫn theo 10 người có tu vi từ cảnh giới tế đạo tầng 5 trở xuống. Trừ Diệp Quỳnh, 8 người còn lại đều là tử sĩ mà ta chuẩn bị cho con. Có bất cứ nguy hiểm gì, bọn họ sẽ bảo vệ con bằng cả tính mạng. Tất nhiên, kể cả Diệp Quỳnh. Dứt lời. 9 người tính cả Diệp Quỳnh cùng hô, thề có chết cũng phải bảo vệ thánh tử an toàn. Diệp Bắc Minh sửng sốt, lão tổ, những người này trẻ vậy, họ đều là thiên tài của gia tộc. Không cần thiết phải thế chứ, đi nộp mạng không công, há chẳng phải là gây tổn hại căn cơ nhà họ Diệp à. Diệp Thí Thiên lắc đầu, rồi nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, Minh Nhi, con mới là căn cơ lớn nhất của nhà họ Diệp. Đừng nói là 9 người này, dù có là 90 thiên tài, 900 thiên tài, thì cũng không quan trọng bằng một mình con. Lo Diệp Bắc Minh có áp lực tâm lý, Diệp Thí Thiên lại bổ sung thêm một câu, Minh Nhi, con yên tâm. Lão Tổ đã cho họ đủ lợi ích rồi, cho dù họ ngã xuống ở vô căn chỉ địa thật, nhà họ Diệp sẽ nuôi cả nhà họ cả đời. Mấy người các cậu, tự giới thiệu qua đi. Một thanh niên tiên phong bước ra một bước, Thánh Tử, tôi tên Diệp Đông, cảnh giới tế đạo tầng 5, đỉnh phong. Sở trường là tìm kiếm, dẫn đường, vẽ. Bản đồi. Thánh Tử, tôi tên là Diệp U U, cảnh giới tế đạo tầng 5 đỉnh phong, giỏi y thuật và nấu ăn. Thánh Tử, tôi tên là Diệp Khang, cảnh giới tế đạo tầng 5 đỉnh phong, sở trường là phòng ngự và trận pháp. Thánh Tử, tôi tên Diệp Hữu Niên, cảnh giới tế đạo tầng 5 đỉnh phong, sở trường không gian thần thông. Thánh Tử, tôi tên Diệp Lỗi, cảnh giới tế đạo tầng 5 đỉnh phong, sở trường chém giết, huyết chiến đến cùng. Thánh Tử, tôi tên Diệp Mông, cảnh giới tế đạo tầng 5 đỉnh phong, không sợ đau, không sợ chết, có việc bẩn thỉu mệt nhọc gì, Thánh Tử cứ việc ra lệnh. Thánh Tử, tôi tên Diệp Trọng, cảnh giới tế đạo tầng 5 đỉnh phong, tôi là tử sĩ thiếp thân của ngài. Thánh Tử, tôi tên Diệp Hưu, cảnh giới tế đạo tầng 5 đỉnh phong, cũng là tử sĩ thiếp thân của ngài. 8 người giới thiệu xong rất nhanh. Cuối cùng, Diệp Quỳnh bước lên một bước, Diệp Quỳnh, cảnh giới tế đạo. Tầng 3. 8 người ở cảnh giới tế đạo tầng 5 đỉnh phong, cộng với Diệp Quỳnh ở cảnh giới tế đạo tầng 3. Dựa theo quy tắc của vô căn chi địa, sức chiến đấu gần như đạt đến đỉnh điểm.
Xem ra, vô căn chi địa nguy hiểm hơn mình tưởng nhiều. Không thì, lão tổ sẽ không chú trọng như vậy. Diệp Bắc Minh nghĩ tới đây. Anh nhìn Diệp Quỳnh một cái. Lão tổ, với thực lực của Diệp Quỳnh, cô ấy đi theo bọn con liệu có nguy hiểm không? Anh vừa nói vậy. Diệp Quỳnh đỏ mặt, hơi giận. Diệp Bắc Minh, anh đừng có mà coi thường người khác. Diệp Bắc Minh bư ồn bực lắc đầu, tôi đang bảo vệ cô đấy, sao lòng tốt lại thành lòng lang dạ thú rồi vậy? Ai cần anh bảo vệ? Đến lúc đó, còn chưa biết ai bảo vệ ai đâu. Diệp Quỳnh đỏ hồng mặt, đáp lại một câu. Diệp Thí Thiên cười, Minh Nhi, Diệp Quỳnh đi cùng con, sẽ có tác dụng lớn đấy. Đừng hỏi nhiều, đến lúc đó con sẽ biết. Diệp Bắc Minh lại nhìn Diệp Quỳnh một cái. Xuất phát. Diệp Thí Thiên vung tay bố trí một truyền tống trận, mở ra một khe nứt không gian. Ông ta dẫn theo mấy người nhảy vào trong. Khu vực trung tâm nhất của Trung Châu, trên bầu trời quảng trường vô căn, đã đông nghịt người. Ở khu vực trung tâm nhất của quảng trường, một tế đàn đỏ như máu đứng sừng sững. Đột nhiên, một khe nứt không gian mở ra, Diệp Thí Thiên đưa đám Diệp Bắc Minh đi dai. Suýt TL trong nháy mắt, vô số ánh mắt đổ về phía họ. Người nhà họ Diệp đến rồi. Người kia chính là Diệp Bắc Minh, thánh tử nhà họ Diệp, đúng không? Nghe nói cậu ta có thể chất hỗn độn, không biết có thật không? Chắc là thật, thể chất hỗn độn đấy. Trước đó, ở Nam Đại Lục, Diệp Bắc Minh đã gây ra không ít náo động. Hôm qua Diệp Thí Thiên còn một mình xông vào đế cung Hồng Hoang, nhà họ Cổ, Tuyết Tộc, để đòi lại danh dự cho Diệp Bắc Minh cơ mài. Hàng tỷ ánh mắt đổ dồn vào Diệp Bắc Minh. Mọi người xì xào bàn tán. Vẻ mặt của các thành viên nhà họ Gỗ và Tuyết Tộc đều hơi khó coi. Minh Nhi, đến đây ngồi đi. Diệp Thí Thiên bước đi mạnh mẽ, đi thẳng đến khu vực chính giữa quảng trường. Chỗ đó có một khu nghỉ ngơi. Ông ấy tìm ngay một chỗ nổi bật nhất, thư thả ngồi xuống, rồi vẫy tay gọi Diệp Bắc Minh tới. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh nhíu mày, nhìn sang một phía nào đó. Chỉ thấy, một thiếu niên tầm 16-17 tuổi, đôi mắt mang theo vẻ âm u không thuộc về mình. Lạnh lùng nhìn chăm chằm Diệp Bắc Minh. Như rắn độc, Diệp Thí Thiên hỏi, Minh Nhi, sao vậy? Diệp Bắc Minh nhíu mày, lão tổ, con có một dự cảm không tốt, có người như rắn độc nhìn chăm chằm con ồ. Đờ mờ. Diệp Thí Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó ra tay luôn ngay trước mặt tất cả mọi người. Vèo. Nhoằng một cái, bóng dáng ông ta đã đến trước mặt thiếu niên kia, sau đó đưa tay bóp cổ cậu ta. Mọi người giật mình. Bên cạnh thiếu niên là một lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 đỉnh phong, ông ta hít một ngụm khí lạnh, Diệp tiền bối, ngài. Ngài đang làm gì vậy? Diệp Thí Thiên lạnh lùng nói, vừa rồi, Minh Nhi nhà ta cảm nhận được một khí tức âm lãnh. Nhóc con, là cậu nhỉ, cậu có địch ý với Minh Nhi nhà tôi? Thiếu niên bị ngạt khí đỏ bừng mặt. Đây không phải ai khác mà chính là một sợi tàn hồn còn sót lại, song trọng sinh của bất hủ bất bại. Lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 đứng bên cạnh. Chính là sư phụ của anh Tết. Bất hủ bất bại vốn định đi vào vô căn chỉ địa tìm cơ duyên, không ngờ lại gặp Diệp Bắc Minh. Thù sát thân không thể che giấu được, vừa mới lộ ra một tia sát ý lạnh lẽo đã bị phát hiện rồi. Bất hủ bất bại nuốt ngụm nước miếng, toàn thân run rẩy, tiền bối, ngài hiểu lầm rồi, tôi không xê. Không có ư, cậu đang bảo Minh Nhi nhà tôi hiểu lầm cậu à? Diệp Thí Thiên nheo mắt. Không, bất hủ bất bại cả kinh, thế thì cậu đi chết đi. Diệp Thí Thiên bóp chặt năm ngón tay, trực tiếp bóp nát đầu của bất hủ bất bại. Thần hồn tan biến, đồ nhị. Lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 đứng bên cạnh, bi phẫn gào lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu. Diệp Thí Thiên liếc ông ta một cái, để trừ hậu hoạn, ông cũng lên đường cùng tên đó đi. Lão giả kinh hãi bay lên không, quay người tính chạy. Phát! Diệp Thí Thiên cường thế đến cực điểm, đánh ra một quyền. Bụp! Một làn huyết phụ nổ tung, lão giả mất mạng. Bất hủ bất bại và lão giả chết rồi, Diệp Bắc Minh cũng không biết, hai người đó muốn tìm anh báo thù. Chứng kiến cảnh này. Hít. Mọi người trên quảng trường hít một ngụm khí lạnh. Họ sợ sệt nhìn Diệp Thí Thiên thì chậm rãi quay lại bên cạnh Diệp Bắc Minh, rồi lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh. Minh Nhi, con hãy nhìn kỹ xem, những ai có khả năng trở thành kẻ địch của con. Hoặc, những ai khiến con cảm thấy không thoải mái, có địch ý với con nồ. Con nói ra, lão tổ sẽ giết trước cho con. Lời vừa dứt, toàn trường im như tờ. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Diệp Thí Thiên. Cường thế, CMN quá cường thế. Vấn đề là người ta ở cảnh giới tế đạo tầng 9 đỉnh phong, không có bất kỳ ai dám phản bác câu này. Mặt Diệp Bắc Minh nóng nóng,
hóa ra làm nhị thế tổ là cảm giác này à? Mình ngại quá. Anh vội vàng lắc đầu, lão tổ, con hết rồi, con thấy mọi người đều rất thân thiện. Bất chợt, trên trời cao vang lên một tràng cười lớn. Ha 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 ha, Diệp lão ma, ông bênh người mình thật đấy. Người ta chỉ nhìn thánh tử nhà ông một cái, ông đã giết người ta rồi. Ông không sợ, mất thân phận à? Câu này vừa vang lên, toàn trường chấn động. Ai mà to gan thế? Dám nói chuyện với Diệp Thí Thiên như vậy? Ánh mắt Diệp Thí Thiên trầm xuống, Tiêu lão ma, đừng giả thần giả quỷ. Nữa, tôi biết ông đến rồi. Lăn ra đây. Đánh ra một quyền. Phanh. Bầu trời ở quảng trường vô căn chấn động dữ dội. Không gian nứt ra một cái lỗ, một lão giả như sư tử khoanh tay đứng đó. Sau lưng ông ta cũng có một đám người, trong đó có một thanh niên yêu dị nhìn xuống phía dưới với ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo. Nhà họ Tiêu. Tổ tiên nhà họ từng có hai vị đại đế, có hai kiện đại đế chỉ binh. Một kiện tọa trấn ở gia tộc, kiện còn lại có thể mang theo. Vị này chắc là thánh tử nhà họ Tiêu, người đứng đầu trên bảng đế huyết. Được xưng là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía thanh niên yêu dị nhà họ Tiêu, Tiêu đế. Tiêu đế không để ý đến tiếng thảo luận của mọi người, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt Diệp Bắc Minh, cậu chính là người có hỗn độn đế thể đó hả? Nghe nói, cậu có thể giết chết cảnh giới tế đạo tầng 8, bản công tử muốn đánh với cậu một trận. Tên đó cực kỳ ngạo mạn ngoắc ngoắc tay với Diệp Bắc Minh. Như là ra lệnh, cậu, bước ra khỏi hàng đi. Soạt, ánh mắt của hàng trăm triệu người đều đổ dồn vào Diệp Bắc Minh. Đến đây vì hỗn độn thể của nhà họ Diệp. Nghe nói thể chất của Tiêu đế cực kỳ đáng sợ, dường như cũng là một loại thể chất cường đại. Hai cường giả tuyệt thế trẻ tuổi va vào nhau rốt cục sẽ tạo ra tia lửa gì chứ? Người của đế huyết cổ gia, Tuyết tộc, Tử vi đế tộc, Bất hủ tộc, Hồng hoang đế cung đều nhìn sang. Thì ra là đến vì hỗn độn thể. Mọi người nheo mắt lại, giống như đang xem kịch vậy. Trong đám người của Tử vi đế tộc, Trần Vũ Nhu nói, cha, cha nói xem anh ta sẽ ứng phó thế nào. Cô ấy có thân hình nóng bỏng nhưng lại có vết bớt trên mặt. Ánh mắt Trần Kiếm Bình lóe lên, tiểu tử này lại là huyết mạch của nhà họ Diệp, sao ta lại không phát hiện ra sớm chứ? Vũ Nhu, con và hắn đều từ Thái Thương Thần Viện ra, tuy con vào Thái Thương Thần Viện, nhưng lại không tìm được thứ đó. Nhưng cũng coi như là người quen với thánh tử nhà họ Diệp đúng không? Cha, chúng con không quen lắm. Trần Vũ Nhu lắc đầu, Trần Kiếm Bình mỉm cười, không quen lắm thì cũng là quen. Nếu sau này có cơ hội, gần gũi với vị thánh tử này một chút, ngộ nhỡ các con. Cha, Trần Vũ Nhu dậm chân, con không biết cha nghĩ cái gì nữa, cha xem mặt con gái thế này, ai mà thích con chứ? Nhưng mặt của con, ngay khi Trần Kiếm Bình định nói, Trần Vũ Nhu liên cắt ngang, cha, được rồi. Không chỉ hai cha con họ, tất cả những người có thế lực dường như đều đang thì thầm bàn tán. Chỉ có Diệp Bắc Minh ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Trực tiếp lờ đi những lời của Tiêu Đế. Thánh tử nhà họ Diệp, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Tiêu Đế lạnh lùng hét lên. Vẫn lờ đi, lúc này. Diệp Bắc Minh đang truyền âm với Giao Trì, cô chắc chắn ở trong vô căn chi địa có một đế thi. Trong đám người bất hủ tộc, bất hủ nhan xinh đẹp đang ngồi ở đó, khí chất siêu phàm tuôn chảy khắp người, Giao Trì khống chế cơ thể cô, gật đầu, chắc chắn, bổn đế đã cảm nhận được. Nhưng, thực lực của một mình ta không đủ, cần ngươi giúp đỡ. Chuyện này ngươi không được nói cho người khác biết. Sau khi tiến vào vô căn chỉ địa, ngươi phải bỏ lại những người xung quanh, chúng ta cùng nhau hành động. Được. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, đáp lời, cắt đứt truyền âm. Lập tức hắn nói với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tiểu tháp, ông cảm thấy Giao Trì và Giao Hy, lời nói của ai đáng tin hơn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, tiểu tử, hà tất phải rắc rối như vậy. Mục tiêu của cậu từ trước đến nay chưa bao giờ là giúp đỡ Giao Trì hay Giao Hy. Ai có thể cứu được Hạ Cô Nương thì cậu phải giúp người đó, không phải sao? Diệp Bắc Minh giật mình, đột nhiên nhận ra, nói cũng đúng. Khóe miệng hắn từ từ nhếch lên thành một nụ cười. Lúc này, Tiêu Đế đang lớn tiếng quát mắng Diệp Bắc Minh, tại sao lại không trả lời anh ta? Kết hợp với nụ cười trên môi Diệp Bắc Minh, thật giống như đang giễu cợt. Diệp Bắc Minh, người có thái độ gì thế? Tiêu Đế tức giận. Trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Ông lão có mái tóc sư tử đứng cạnh Tiêu Đế bỗng nhiên trầm giọng, Diệp lão ma, vương nói chuyện với vương, nên cho đối thủ sự tôn trọng. Con cháu nhà họ Diệp của ông lại không có tố chất như vậy sao? Diệp Thí Thiên cau mày, suy nghĩ một chút, liếc nhìn Diệp Bắc Minh, Minh nhĩ. Lão tổ, có chuyện gì vậy,
Diệp Bắc Minh định thần lại. Diệp Thí Thiên cười, có người đang nói chuyện với con. Diệp Bắc Minh bất giác phản ứng, hả, ai cơ? Diệp Thí Thiên giật mình. Quỳnh, giữa các tu võ giả có mặt tại hiện trường lập tức bùng nổi. Toàn hiện trường sôi trào. Sỉ nhục, thật là quá sỉ nhục. Người ta dù sao cũng là người đứng đầu bảng xếp hạng đế huyết, nói chuyện với người cả nửa ngày, người lại không biết người ta là ai. Gái này, người của đế huyết cổ gia, tuyết tộc, tử vi đế tộc, bất hủ tộc, hồng hoang đế cung đều ngây ra. Tiểu tử này có cá tính đấy. Hơi phớt lờ lời nói của tiêu đế, ta thấy cho dù hẳn là hỗn độn thể cũng phải chịu khổ rồi. Mấy người trẻ tuổi của tuyết tộc cười lạnh, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Trần Kiếm Bình sửng sốt một lúc, liếc nhìn Trần Vũ Nhu bên cạnh, Vũ Nhu, sự kiêu ngạo này ta càng nhìn càng thích, nghe lời cha, gần gũi với Diệp Thánh Tử một chút. Cha, cha thích anh ta hay là thích cơ thể của anh ta? Trần Vũ Nhu trợn trừng mắt. Một tiếng hét lớn vang lên. Ngươi, Diệp Bắc Minh, ngươi thật kiêu ngạo. Đôi mắt của tiêu đế đột nhiên trở nên đỏ ngầu, đầy những tia máu. Anh ta là thiên tài số một của nhà họ tiêu, người đứng đầu trong bảng xếp hạng đế huyết. Một thiên tài 2/2 tỷ năm tuổi, cảnh giới tế đạo cấp 5. Lại bị người khác sỉ nhục như vậy, ta thực sự không nghe thấy. Diệp Bắc Minh vẻ mặt bối rối, ngẩng đầu lên, nghi hoặc liếc nhìn tiêu đế, hay là ngươi nói lại những lời vừa nấy một lần đi. Im lặng. Một sự im lặng chết người. Chết tiệt. Diệp Thí Thiên ở một bên kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, trong lòng dậy sóng, chết tiệt. Minh Nhi thật tuyệt vời. Lão tổ của con cũng không kiêu ngạo như vậy. Lão tổ thật sự rất bái phục của con ồ. Ngầu quá, ngầu quái. Ông không kìm chế được, giơ ngón tay cái với Diệp Bắc Minh. Lần đầu tiên tiêu đế lên tiếng, là khiêu khích, khinh thường. Nếu lặp lại những gì vừa nói, chẳng phải tiêu đế sẽ trở thành một tên hề sao? Ngươi, muốn, chết. Đôi vai của tiêu đế run lên vì tức giận. Vừa dứt lời, anh ta từ trên trời nhảy xuống, đạp lên trán Diệp Bắc Minh. Gầm gào. Giống như một ngôi sao băng, bóng một con rồng vàng xuất hiện dưới bàn chân đó, xà xuống. Diệp Bắc Minh cau mày, hắn không hề đắc tội tiêu đế chứ. Lần đầu tiên gặp mặt, lại hận hắn như vậy. Ta quen ngươi à, ngươi bị bệnh à, Diệp Bắc Minh tức giận hét lên. Không quen chút nào. Giơ tay lên tung ra một cú đấm. Gầm. Tiếng gầm của rồng vang lên, và một con huyết long lao ra. Điều khác biệt so với những con huyết long trước đó là giữa mỗi chiếc vảy lại đều tỏa ra khí tức hỗn độn. Bang! Hai con rồng lao vào nhau, năng lượng nổ tung, vô số võ giả bị ném văng đi, thực lực dưới đại đạo chi thượng cấp 1 đều hóa thành xương máu ngay tại. Chỗ! Cảnh giới đại đạo chi thượng quá thấp, trực tiếp phun ra một ngụm máu, lăn ra ngoài một cách thảm hại. Dừng tay! Hai bóng người đồng thời lao ra, chặn trước mặt Diệp Bắc Minh và tiêu đế. Diệp lão ma, nhà họ Diệp các ông quá đáng quá rồi đấy. Nhà họ tiêu chúng ta từ khi nào đã chịu nhục nhã như vậy? Ông nhất định phải cho ta một lời giải. Thích, ông lão có mái tóc sư tử gầm lên. Diệp Thí Thiên hừ lạnh một tiếng, tiêu hùng, bảo nhà họ Diệp chúng ta cho ngươi một lời giải thích, ngươi cũng xứng sao. Tiêu hùng nheo mắt lại, ông không sợ binh binh khí đại đế của nhà họ tiêu chúng ta sao? Diệp Thí Thiên cảm thấy buồn cười. Ta biết nhà họ tiêu các ngươi có hai binh khí đại đế, nếu ngươi đem đến thì mau lấy ra dùng đi. Nếu không thì câm cái miệng thối tha của ngươi lại. Ông! Trong mắt tiêu hùng tràn đầy tức giận. Chuẩn bị ra tay. Lão tổ, bỏ đi. Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng tiêu hùng giật mình, kiềm chế tức giận. Ánh mắt tiêu đế lạnh lùng, hai người mới giao chiến một lần, anh ta đại khái đã biết thực lực của Diệp Bắc Minh. Có thể tiến vào 5 người đứng đầu trong bảng xếp hạng đế huyết. Nhưng, 5 người đứng đầu có thể là kẻ thù của anh ta sao? Còn lâu mới đủ. Tiểu tử, hôm nay kết thúc ở đây, sau khi tiến vào vô căn chi địa, tốt nhất ngươi đừng để rơi vào tay ta. 5 ngón tay nắm chặt, xương cốt kêu răng rắc. Uy hiếp. Một sự uy hiếp không hề che giấu. Nói xong câu này, tiêu đế xoay người chuẩn bị quay về nơi nghỉ ngơi của mình. Đột nhiên, một giọng nói như của tử thần vang lên từ phía sau. Ra tay với ta xong thì kết thúc. Ta cho ngươi kết thúc sao? Một khí tức chết chóc lạnh lẽo truyền đến từ phía sau. Khoảnh khắc tiêu đế vừa quay người lại, Diệp Bắc Minh đã lao tới trước mặt anh ta. Giơ tay lên, tung ra một đấm. Gào, tiếng gầm của rồng vang vọng khắp bầu trời. Nhanh, quá nhanh. Trong mắt tiêu đế hiện lên một tia kinh ngạc, anh ta nhanh chóng ra tay đáp lại. Keng, một âm thanh nghèn nghẹt vang lên, một cảnh tượng khó tin xuất hiện.
Tiêu Đế bay ngược về phía Xô. Đế nhi, Tiêu Hùng vô cùng kinh ngạc, Tiêu Đế ổn định thân hình ở cách xa ngàn mét, đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, sao? Ngươi dám đánh lén tan? Tự mình phản ứng không kịp, liền nói là đánh lén. Diệp Bắc Minh buồn cười lắc đầu, người đứng đầu bảng xếp hạng đế huyết là cái khỉ gì? Nếu ngươi nghĩ là ta đánh lén, vậy thì ta quay lưng lại với ngươi, ngươi ra tay với ta thử xem. Nói xong, Diệp Bắc Minh thật sự xoay người lại, quay lưng lại với Tiêu Đế. Sỉ nhục, thật là một sự sỉ nhục trần trụi. Trời ơi, mọi người có mặt đều choáng váng. Bọn họ cho rằng Tiêu Đế đã đủ kiêu ngạo rồi, không ngờ còn có một kẻ kiêu ngạo hơn nữa. Thánh tử nhà họ Diệp ngầu quát một số nữ tu võ giả ánh mắt lấp lánh như sao, đã hoàn toàn bị chìm đắm. Còn có một số phụ nữ, là tuyệt sắc mỹ nữ nằm trong 10 người đứng đầu bảng xếp hạng Trung Châu, ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh cũng đã thay đổi. Trần Kiếm Bình nhắc nhở một câu, Vũ Nhu, con đã nhìn thấy chưa? Diệp công tử quá ưu tú, nếu con không ra tay, những người khác sẽ giành trước đó. Cha, cha đừng nói nữa. Trần Vũ Nhu có chút cáu kỉnh. Kỳ lại. Rõ ràng cô không thích Diệp Bắc Minh, tại sao lại có cảm giác như vậy? Sự tỏa sáng của Tiêu Đế đã bị áp chết. Trong cuộc va chạm giữa hai thiên tài, lúc này xem ra Diệp Bắc Minh đã thắng rồi. Thần thoại của Tiêu Đế có phải đã kết thúc ở đây rồi không? Ta chọn Diệp Bắc Minh, Tiêu Đế không ổn rồi. Đối mặt với sự bàn tán của đám đông, người mẹ kiếp đúng là muốn chết. Tiêu Đế gần như pha vỡ vỏ bọc của mình, gầm lên giận dữ. Thần lực trong cơ thể anh ta điên cuồng chuyển động, sau lưng anh ta ngưng tụ một lĩnh vực màu vàng, hướng về phía Diệp Bắc Minh mà nghiền nát. Đế nhi, Tiêu Hùng bước tới, chặn trước mặt Tiêu Đế, vỗ tay về phía trước. Những lĩnh vực màu vàng đó bị chặn lại, không tiến về phía trước nữa. Nhanh chóng truyền âm, dừng tay, đừng sử dụng pháp tắc hoàng kim bừa bãi, tránh lộ ra quá nhiều thực lực. Chiến trường của con không phải ở chỗ này, mà là ở vô căn chỉ địa. Sau khi tiến vào vô căn chỉ địa, giết hắn cũng không muộn. Bây giờ, nhịn đi. Hả? Ở hiện trường, vô số người nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm Tiêu Đế. Có lẽ nào là thể chất trong truyền thuyết đó. Chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy. Các đại đế huyết chủng tộc và các tông môn hàng đầu đều tỏ ra sợ hãi. Tiêu Đế thu hồi lĩnh vực hoàng kim, toàn thân run rẩy. Trên trán nổi gân xanh, anh ta liếc nhìn Diệp Bắc Minh với đôi mắt đỏ ngầu, tiểu tử, người tốt nhất đừng tiến vào vô căn chi địa. Nếu không, ta sẽ cho người biết, máu hỗn độn sẽ tràn khắp vô căn chỉ địa. Hỗn độn cốt bị nghiền nát. Thịt hỗn độn bị luyện thành đan dược, rốt cục là cảm giác gì? TSP. Diệp Bắc Minh gật đầu. Đối mặt với sự uy hiếp nghiến răng nghiến lợi của Tiêu Đế, chỉ có một tiếng nhẹ nhàng như vậy. So với Tiêu Đế đang nghiến răng nghiến lợi, trong mắt ngập tràn sự hung ác, chỉ có một tiếng mềm mại như vậy. Nhưng, chỉ một tiếng nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng lại hiệu quả hơn bất cứ lời đáp trả nào. Chết! Mẹ kiếp, như vậy cũng quá kiêu ngạo rồi. Toàn bộ hiện trường đang sôi sục, mọi người nhìn Diệp Bắc Minh, không nói nên lời. Diệp Thí Thiên dường như không thể nhịn được, quay đầu lén cười, nheo mắt cười, Minh Nhi, con. Phụt, ha 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 ha. Sao trước đây ta không nhận ra rằng con lại biết chọc tức người khác như vậy nhỉ? Nhìn hoàng kim chiến thể của nhà họ Tiêu đó, mặt tức đến đen xì rồi. Hai người quay lại chỗ ngồi của mình, trực tiếp phớt lờ đám người nhà họ Tiêu. Diệp Bắc Minh nghỉ hoặc, lão tổ, hoàng kim chiến thể mà người vừa nói là gì vậy? Diệp Thí Thiên nén cười, ánh mắt ngưng trọng gật đầu, hoàng kim chiến thể. Nó cực kỳ lợi hại, sức chiến đấu có thể so sánh với hỗn độn thể, thậm chí ngang bằng với hỗn độn thể. 8 mét. Diệp Bắc Minh tò mò. Diệp Thí Thiên liếc hắn một cái, biết, trong lịch sử đã nhiều lần xuất. Đừng khinh thường như vậy, ta nói cho con lên hoàng kim đế thể. Đã có mấy lần hỗn độn thể cũng xuất hiện cùng thời kỳ đó, giữa hoàng kim chiến thể và hỗn độn thể đã từng xảy ra 5 trận chiến. Hai bên đều có thua có thắng, nhưng, hoàng kim đấu thể đã 3 lần giết chết hỗn độn thể. Ngược lại, hỗn độn thể chỉ thắng được 2 lần. Cái gì? Sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi thay đổi, trong lòng cuối cùng cũng có dao động, hỗn độn thể còn có thể thua sao? Diệp Thí Thiên nói, không phải con có thể chất cường đại, thì thực lực võ đạo là mạnh nhất. Hoàng kim chiến thể được mệnh danh là sức chiến đấu mạnh nhất thiên hạ, hỗn độn thể là cân bằng toàn diện, chỉ xét sức chiến đấu thôi thì không bằng hoàng kim chiến thể. Tóm lại, con phải cẩn thận, Tiêu Đế muốn giết con. Diệp Bắc Minh cười lạnh. Giết hắn? Ai giết ai còn chưa biết đâu. Một giờ sau,
phù văn trên đài cao ở giữa quảng trường vô căn đột nhiên chuyển động, một sức mạnh khác thường tràn vào. Quỳnh! Một cánh cổng trời cao hàng trăm mét sáng lên, sức mạnh không gian ngưng tụ thành một cánh cổng dịch chuyển màu đen. Vô căn chỉ địa mở ra rồi, ánh mắt Diệp Thí Thiên rất ngưng trọng. Đã có người nóng lòng muốn đi thẳng vào cổng dịch chuyển, bước vào đó và biến mất. Minh Nhi, ta nhắc nhở con một lần nữa, vô căn chỉ địa cực kỳ nguy hiểm. Giữ tính mạng là quan trọng nhất. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, Diệp Thí Thiên nhiều lần nhấn mạnh, bên trong chắc chắn không đơn giản. Diệp Thí Thiên lại nhắc nhở, toàn bộ vô căn chỉ địa, tổng cộng chỉ có 3 truyền tống trận có thể ra ngoài. Lần này vô căn chỉ địa chỉ mở ra ước chừng chỉ khoảng 7 ngày, trong vòng 7 ngày nếu con không xuất hiện, thì sẽ phải đợi 1 vạn năm xô. Mấy người các ngươi, cho dù có chết cũng phải bảo vệ Minh Nhị. Giỏi! Diệp Quỳnh và 9 người khác đồng thời hét lên. Đi thôi! Diệp Bắc Minh dẫn cả đội về phía cổng dịch chuyển. Tiêu Đế và người của anh ta đã đợi rất lâu, nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi tới, cười tà ác nói, Diệp Bắc Minh, ta chờ ngươi đã lâu. Sao không dám vào? Chúng ta đi sau ngươi, nói không chừng chúng ta sẽ dịch chuyển đến cùng nhô. Ngu ngốc! Diệp Bắc Minh cũng không thèm nhìn hắn lần nữa, liền một bước dẫn đám người Diệp Quỳnh tiến vào trong cổng dịch chuyển. Chỉ còn lại Tiêu Đế, nắm chặt nắm đấm, đuổi theo. Cũng bước một bước vào trong đó. Diệp Bắc Minh và đám người Diệp Quỳnh chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, không gian vặn vẹo. Giây tiếp theo, chân đáp xuống mặt đất. Xung quanh xám xịt. Nhìn lên, lại thấy bầu trời đầy sao vỡ. Các loại hố đen và những ngôi sao không hoàn chỉnh treo lơ lửng trên bầu trời. Một thiên hà trải dài trên bầu trời lại bị cắt làm đôi, như thể bị ai đó cắt đứt ở giữa. Đây chính là vô căn chỉ địa sao. Nhìn qua không có gì khác biệt nhỉ. Một thanh niên tên là Diệp Lỗi liếc nhìn xung quanh, mím môi. Diệp Quỳnh cau mày nhắc nhở, Diệp Lỗi, đừng chủ quan, lão tổ đã dặn dò rồi, chúng ta phải bảo vệ thánh tử. Diệp Lỗi hừ lạnh ếng, mọi người ở ngoài giả vờ một chút là xong, tiến vào vô căn chỉ địa rồi, ai còn bảo vệ hắn chứ? Mạng của chúng ta lẽ nào không phải là mạng sao? Anh ta lắc đầu buồn cười, tạm biệt, ta sẽ tự mình tìm kiếm cơ duyên. Ai muốn đi cùng ta? Tạt ta nữa. Diệp Mông, Diệp Khang nở một nụ cười và bước ra khỏi đám đông. Các ngươi thì sao, không đi cùng sao, lẽ nào thật sự muốn bảo vệ hắn? Diệp Lỗi cười nhìn những người khác. Diệp Quỳnh xinh đẹp tức giận đến tím tái, Diệp Lỗi, tại sao ngươi lại đồng ý với lão tổ? Ha 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 hai. Diệp Lỗi cười lớn, tên ngốc này đắc tội Tiêu Đế, có thể sống sót ra ngoài hay không cũng là một vấn đề. Tổng cộng chỉ có 3 truyền tống trận có thể rời khỏi đây. Nếu Tiêu Đế sai người canh giữ 3 truyền tống trận đó, Diệp Bắc Minh làm sao có thể rời đi? Lẽ nào thật sự muốn chúng ta theo hắn đi chết sao? Mấy người các ngươi thật sự muốn đi cùng hắn? Nghe thấy vậy, lại có một nam một nữ, sắc mặt dao động. Xin lỗi. Diệp Đông và Diệp U U nói với Diệp Bắc Minh một câu rồi đi về phía đối diện. Diệp Bắc Minh lộ ra một nụ cười, không sao, các người đi đi. Diệp Lỗi lại hỏi, còn ai muốn đi không? Nói xong. Anh ta cũng lấy ra một tấm bản đồ kho báu, vung lên trước mặt mọi người, ta biết có mấy di tích rất an toàn. Chỉ cần đi theo ta, sẽ chia theo, đầu người, còn lại 3 người, cũng nghiến răng bước ra khỏi đám người, đứng ở phía đối diện. Lúc này, ngoại trừ Diệp Quỳnh, còn lại 8 người đều đứng sau lưng Diệp Lỗi, trực tiếp phản bội hắn. Các người, Diệp Quỳnh nghiến răng, run lên vì tức giận khi nhìn những người rời đi. Diệp Bắc Minh nói, để bọn họ đi. Dù sao tôi cũng không có ý định để bọn họ đi cùng. Nhưng, ở đây rất nguy hiểm. Không có họ, ai sẽ bảo vệ anh? Diệp Quỳnh cau mày. Diệp Bắc Minh cười, tôi không cần người bảo vệ. Họ đi theo tôi, ngược lại sẽ tạo áp lực cho tôi sẽ phải bảo vệ họ. Lúc này, nhẫn chứa vật nhấp nháy. Hắn giơ tay lên, ngọc đế của giao chỉ xuất hiện trong tay hắn, Diệp Bắc. Minh, ta vào rồi. Hơn nữa, đã tìm thấy khí thức của đế thi. Mau đến địa điểm đã hẹn đi. Đế thi, Bắc Minh, cô ta là ai? Diệp Quỳnh kinh ngạc. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không giải thích, tôi muốn đi làm việc riêng của mình, cô có 2 lựa chọn. Thứ nhất, giống như những người kia, rời đi, tự đi tìm cơ duyên. Thứ hai, đi theo tôi, không được hỏi gì, cũng không được nói gì. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Diệp Bắc Minh, Diệp Quỳnh biết đây không phải chuyện nhỏ. Hít, cô hít sâu một hơi, lão tổ đã nói rồi. Sau khi tiến vào vô căn chỉ địa, phải giúp anh tìm được vô căn chỉ hỏa. Còn về những cái khác, chỉ cần là anh yêu cầu thì là chuyện gì tôi cũng phải đồng ý vô điều kiện.
Tôi lựa chọn đi theo anh. Được, đi, Diệp Bắc Minh không nói nhiều, bay về phía Giao Chỉ Chỉ. Cùng lúc đó, Tiêu Đế dẫn 9 bóng người nhà họ Tiêu tiến vào vô căn chi địa. Khuôn mặt của 9 bóng người này bị bóp méo, từ thanh niên biến thành ông lão với khuôn mặt già nua. Khí tức trên người cũng đột nhiên từ cảnh giới tế đạo cấp 5 tăng lên cảnh giới tế đạo cấp 8 đỉnh cao. Tham kiến thánh tử, phong ấn của mọi người đã được giải trừ, xin chỉ thị. Một ông lão khuôn mặt gầy gò quỳ một gối phía sau Tiêu Đế. Tiêu Đế đứng chắp tay sau lưng, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, Tiêu Thanh, Tiêu Viễn, Tiêu Phong. Có 3 bóng người già nua tiến lên một bước, chắp tay trả lời. Tiêu Đế hạ lệnh, 3 người các ngươi lập tức phong tỏa 3 truyền tống trận rời khỏi vô căn chỉ địa. Không ai được phép đến gần nếu không có lệnh của ta. Ai muốn rời đi, giết không tha. Tuân lệnh. 3 người họ hét lên, quay người và nhanh chóng rời đi. Vô căn chỉ địa vừa mới mở ra, mọi người hẳn là đều ở trong bán kính 1 vạn dặm, các ngươi lập tức tản ra. Nhìn thấy bất kỳ tu võ giả nào, nói với họ, nếu gặp người nhà họ Diệp, hãy lập tức bẩm báo, sẽ ban thưởng 10 viên đan dược cảnh giới tế đạo. Tiêu Đế nhếch mép cười, ai biết mà không báo sẽ bị giết không tha, tiêu diệt cửu tộc. 6 bóng người đồng thời lao ra. Tiêu Đế ngồi khoanh chân, đợi khoảng nửa tiếng sau, một bóng người quay về, trên tay bế 2 thanh niên bị thương nặng. Minh một tiếng, thảm hại ngã xuống đất. Không ngừng nôn ra máu. Thánh tử, 2 người này đều là người nhà họ Diệp. Vừa rồi có một nhóm người lén lén lút lút, chỉ không thấy Diệp Bắc Minh và một người phụ nữ khác. Trong nhóm, tôi ra tay giết một người, bắt được 2 người, 5 người còn lại thì đã để chúng chạy mất rồi. Ông lão quỳ một gối nói, xin thánh tử trừng phạt. Tiêu Đế lạnh lùng quát, vô dụng, tát, rõ. Ông lão cảnh giới tế đạo cấp 8 này không dám phản bác chút nào, điên cuồng tát bôm bốp vào mặt mình. Ánh mắt Tiêu Đế lạnh lùng nhìn 2 người, Diệp Bắc Minh đâu? Tiêu công tử, tha mạng, chúng tôi cũng không biết Diệp Bắc Minh đã đi đâu. Sau khi tiến vào vô căn chỉ địa, chúng tôi đã tách ra rồi. Diệp Tu và Diệp Trọng điên cuồng quỳ lại cầu xin tha mạng. Nói dối. Tiêu Đế lắc đầu. Anh ta giơ tay lên nắm lấy, một ngọn lửa màu tím đen bay ra khỏi lòng bàn tay anh ta. Diệp Tu chìm trong đó, sau khi giãy giụa mấy lần, máu thịt đã tan chảy. Một đạo thần hồn đang muốn lao ra ngoài, lại bị ngọn lửa tím đen nhốt lại. Thần hồn giãy giụa mấy giây, sau đó hóa thành một làn khói rồi biến mất. A, à, đừng mà, Tiêu công tử, xin tha mạng, những gì chúng tôi nói là sự thật. Bang 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 bang. Diệp Trọng điên cồng quỳ lại, một dòng nước màu vàng hôi hám từ trong quần chảy ra, trộn lẫn với một mảnh rác rưởi. Anh ta bị dọa đến mức đại tiểu tiện tại chỗ. Đồ khốn, ngươi dám làm chuyện như vậy trước mặt thánh tử. Ngươi đã làm vấy bẩn đôi mắt của thánh tử. Ông lão cảnh giới tế đạo cấp 8 hét lớn, tát Diệp Trọng một cái. Phụt, anh ta tan ra trong không khí và biến thành một màn xương máu. Một đạo thần hồn kinh hãi lao ra. Chạy về phía xa. Ha hai. Tiêu Đế búng ngón tay, một ngọn lửa màu tím đen bay ran huỳnh. A, à, một tiếng thét chói tai vang lên. Thần hồn Diệp Trọng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Ông lão cảnh giới tế đạo cấp 8 quỳ rạp xuống đất, chúc mừng thánh tử đã hoàn toàn khống chế tử cực ma hỏa ồ. Ngọn lửa này được mệnh danh là xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng dị hỏa, nếu 3 dị hỏa đứng đầu bảng xếp hạng không xuất hiện, thánh tử sẽ là thiên hạ. Vô địch. Tiêu Đế buồn cười lắc đầu, 3 dị hỏa đứng đầu trong bảng xếp hạng sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy? Huống hồ ta còn mang thứ đó đến rồi. Diệp Bắc Minh, tại sao ngươi muốn gây sự với ta? Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh và Diệp Quỳnh đang vội vã lên đường. Đột nhiên, Diệp Quỳnh dừng lại. Diệp Bắc Minh cũng dừng bước, quay đầu lại, sao vậy? Diệp Quỳnh lấy ra 8 miếng ngọc bội từ trong nhãn chứa đồ, sâu trong mỗi miếng ngọc bội đều có một giọt máu đang chuyển động. 2 trong số đó đã cạn kiệt tinh huyết. Ngọc bội đầy vết nứt, khi cô vừa lấy nó ra, liền rắc một tiếng và biến thành bột. Diệp Tu và Diệp Trọng đều chết rồi. Vẻ mặt của Diệp Quỳnh rất ngưng trọng. Diệp Bắc Minh không hề có chút dao động, nếu bọn họ đã lựa chọn rời đi, vậy nên cân nhắc thời điểm này. Tiếp tục đi thôi, đừng bị những người không liên quan ảnh hưởng. Ánh mắt hắn tối sầm, phát hiện ra một sơn cốc màu đen trước mặt. 15 phút sau, 2 người tiến vào sơn cốc. Một bóng người ngồi khoanh chân trên tảng đá, chính là Bất Hủ Nhan. Ngươi đến rồi. Bất Hủ Nhan mở mắt ra, là giọng nói của Giao Trì. Diệp Bắc Minh biết đây là Giao Chỉ đang khống chế thân thể của Bất Hủ Nhan, đế thi đang ở đây. Giao Chỉ cau mày, bảo ngươi đi một mình, ngươi mang theo người ngoài làm gì? Nghe vậy,
Diệp Quỳnh có chút tức giận. Cô không hề nhượng bộ, tôi nhớ cô, vừa rồi cô luôn ở trong đám người bất hủ tộc. Paaemawe, tôi và Bắc Minh đều là người nhà họ Diệp, nếu so sánh thì cô mới là người ngoài chứ nhỉ. Ha hai. Giao Chỉ lắc đầu buồn cười, Diệp Bắc Minh, xem ra ngươi vẫn chưa nói với cô ta về mối quan hệ của chúng ta. Các người có quan hệ gì? Diệp Quỳnh sửng sốt. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô đã hứa với tôi rồi, không nên hỏi thì đừng hỏi. À, chẳng lẽ là các người? Vẻ mặt của Diệp Quỳnh càng kỳ quái hơn, bất hủ nhan vô cùng xinh đẹp, Giao Chỉ đang khống chế cơ thể cô, khí chất của một nữ đế lập tức tỏa ra. Chẳng lẽ Diệp Bắc Minh thật sự bị hấp dẫn rồi? Là loại quan hệ đó? Khuôn mặt xinh đẹp của Giao Chỉ sầm xuống, tát một cái, đồ khốn. Dám sỉ nhục bổn đế, muốn chết à? Sát ý của nữ đế lập tức khóa chặt Diệp Quỳnh. Diệp Quỳnh bị dọa đến ngây ra, thân thể mảnh khảnh run lên, đôi mắt đẹp không ngừng co rút lại. Quan trọng hơn là toàn thân cô cứng đờ, căn bản không thể phản kháng. Lẽ nào sẽ phải chết ở đây? Ngay lúc Diệp Quỳnh cho rằng mình chắc chắn phải chết thì một bóng người đứng trước mặt cô, dùng lòng bàn tay đánh ra. Bang, sóng không khí bùng nổ và vang dội khắp sơn cốc. Cô ấy không biết cô là ai, không có ý mạo phạm. Giọng điệu của Diệp Bắc Minh khiến người ta không thể nghi ngờ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Giao Chỉ hiện lên vẻ kinh ngạc, thực lực của ngươi tăng nhanh như vậy sao? Sau một thoáng kinh ngạc, ánh mắt liền tối sầm, ha ha. Nếu cô ta biết chuyện này, chỉ có một kết cục, đó là chết. Việc này rất quan trọng, ngươi cho rằng bổn đế sẽ để cô ta sống sao? Diệp Bắc Minh cau mày, được, vậy tôi đưa cô ấy vào trong tháp. Hắn quay lại nhìn Diệp Quỳnh, nói, vẫn là câu đó, đừng hỏi gì cả. Biết càng ít thì càng tốt cho cô. Diệp Quỳnh kinh ngạc gật đầu. Khoảnh khắc vừa rồi, cô thực sự nghĩ rằng mình sắp chết. Toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân ướt nhẹp, hiện rõ thân hình mảnh rẻ. Diệp Bắc Minh còn chưa kịp chiêm ngưỡng, liền hét lớn, tiểu tháp, mở ra. 5 giây trôi qua vẫn không có phản ứng. Tiểu tháp, mở ra. Diệp Bắc Minh cau mày, lại hét lớn. Lần này hơn 10 giây vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tháp, mở không gian bên trong ra, đưa Diệp Quỳnh vào đói. Mặc kệ Diệp Bắc Minh có nói thế nào đi nữa. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vẫn chưa có bất kỳ phản ứng gì. Một sự im lặng chết người. Diệp Bắc Minh sửng sốt, chuyện gì thế này? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Tiểu tháp, ông có ở đó không? Tiểu tháp, tiểu tháp. Dù Diệp Bắc Minh có gọi thế nào thì Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vẫn hoàn toàn im lặng. Giao Chỉ buồn cười lắc đầu, Diệp Bắc Minh, lẽ nào lúc ở bên ngoài ngươi không tìm hiểu gì sao? Nơi này có tên là Vô Căn Chỉ Địa. Bất kỳ pháp tắc nào ở đây đều có thể mất linh. Tháp của ngươi dù sao cũng là không gian thần thông, e là mất linh rồi. Nghe vậy, Diệp Bắc Minh liền biến sắc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mất linh rồi. Vậy còn pháp tắc luân hồi thì sao? Diệp Bắc Minh cau mày, dậm chân, đạo đài luân hồi, ra đây. Trong sơn cốc yên tĩnh như chết, không có bất kỳ phản ứng gì. Đạo đài luân hồi cũng mất linh rồi. Trong lòng Diệp Bắc Minh dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hai chỗ dựa lớn nhất của hắn đều mất linh rồi. Nói cách khác, nếu gặp nguy hiểm, tất cả chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân hắn mà thôi. Giao Chỉ mỉm cười, Diệp Bắc Minh, bây giờ ngươi đã biết sự đáng sợ của Vô Căn Chỉ Địa rồi chứ? Lông mày Diệp Bắc Minh nhíu chặt vào nhau. Giây tiếp theo, hắn đã cố gắng sử dụng thần hồn của mình để liên lạc với Nghĩa Địa Hỗn Độn. Có tác dụng, Nghĩa Địa Hỗn Độn có thể tự do mở ra. Cùng lúc đó, trong Nghĩa Địa Hỗn Độn truyền đến một giọng nói, Diệp Bắc Minh, người có nhìn thấy Giao Chỉ không? Có phải hai người đang ở Vô Căn Địa không? Người phụ nữ này đang lừa người đấy, cẩn thận. Hai người giao tiếp một lúc. Một lát sau, sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên dao động, đế thi ở đâu? Giết cô ta đi, ta sẽ đưa ngươi đến đó. Giao Chỉ chỉ vào Diệp Quỳnh. Diệp Bắc Minh trực tiếp từ chối, không thể. Giao Chỉ sầm mặt nói. Bổn đế đã nói rồi, bí mật của ta không thể bị người thứ ba biết được. Diệp Bắc Minh cau mày, bất hủ nhan đã biết sự tồn tại của cô. Ngoài cô ấy ra, còn có rất nhiều người biết cô đã trốn thoát khỏi nhà tù số 7. Hơn nữa cái gì, Giao Chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vốn là muốn nói gì đó về Giao Hy. Suy nghĩ một lát, lại không nói ra. Lời nói thay đổi, hơn nữa, Diệp Quỳnh cũng không thể uy hiếp được cô. Tôi có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không nói cho ai biết. Giao Chỉ nhìn Diệp Bắc Minh, nói tiếp, ngươi tốt nhất hãy nhớ kỹ lời nói của mình,
nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ lập tức giết chết cô ta. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, liếc nhìn Diệp Quỳnh, cô đi canh giữ ở cửa sơn cốc, nếu có nguy hiểm thì cô đi trước đi. Bắc Minh, tôi. Cơ thể của Diệp Quỳnh vẫn còn run rẩy. Cú sốc mà Giao Trì mang đến cho cô thực sự quá mạnh. Người phụ nữ trước mặt rốt cục là ai? Lẽ nào thật sự là một nữ đế sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Thấy vậy, Diệp Quỳnh hít một hơi thật sâu, gật đầu, sau đó quay người đi về phía cửa sơn cốc canh giữ. Theo Tết Giao Trì xoay người, dẫn Diệp Bắc Minh đi về phía sâu trong sơn cốc. Tốc độ của hai người rất nhanh, sau khi đi được hơn trăm dặm, Giao Trì đột nhiên hét lên, dừng lại. Cẩn thận! Diệp Bắc Minh dừng lại. Giao Trì một bước xông tới, nắm lấy tay Diệp Bắc Minh lui về phía sau, phù. May mắn là ngươi đã dừng lại, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Diệp Bắc Minh cau mày, sao vậy? Ngươi tự xem đi. Giao Trì nhặt một hòn đá và ném nó về phía trước mặt Diệp Bắc Minh. Bát! Khi hòn đá bay qua, không gian dao động, lập tức biến thành bột mịn. Lập tức biến mất. Cái này! Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Hắn cảm giác được sức mạnh không gian cực kỳ đáng sợ, không gian trước. Mặt lại biến dạng, nếu hắn vô tình chạm với nó, sức mạnh không gian to lớn này. Chắc chắn sẽ nghiền nát cơ thể hắn ngay lập tức. Giao Trì nói, năm đó, nơi này là chiến trường, không ngờ nhiều năm như vậy, năng lượng này vẫn không tiêu tán. Đi sau ta, nhớ từng dấu bước chân của tai. Diệp Bắc Minh ngưng trọng gật đầu. Hai người tiếp tục đi. Đi được khoảng 15 phút nữa, Giao Trì cuối cùng cũng dừng lại. Cảnh tượng phía trước khiến Diệp Bắc Minh choáng váng. Một hồ máu đáng sợ, máu tươi đang tuôn ra. Khắp nơi đều là tứ chỉ gãy đoạn, từng mảnh thi thể đều cực kỳ tươi mới, giống như vừa mới chết. Nơi này vừa mới xảy ra đại chiến sao? Diệp Bắc Minh kinh hãi. Giao Trì hừ lạnh một tiếng, sau đế chiến, pháp tắc ở đây đã hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả pháp tắc thời gian và không gian cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn. Cho nên, nơi này căn bản không có thời gian trôi qua, cho dù mấy chục tỷ, hàng trăm tỷ năm trôi qua, tất cả nơi này cũng sẽ giống hệt như trước đây. Xíu Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, đế chiến gì? Giao Trì đầy ẩn ý liếc nhìn Diệp Bắc Minh, ngạo nghề cười, ngươi còn định giả vờ nữa à? Không phải Giao Hy đã nói hết cho ngươi rồi sao? Cô ta đã đến rồi phải không? Còn không cho cô ta ra ngoài. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Giao Trì tiếp tục nói, được rồi, đừng giả vờ nữa. Kỹ năng diễn xuất của ngươi trước mặt bổn đế thật sự còn quá non. Diệp Bắc Minh khẽ cau mày, suy nghĩ một lát, trực tiếp mở ra nghĩa địa hỗn độn. Một cảnh tượng khiến hắn càng sốc hơn nữa xuất hiện. Ha 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 hai. Một tiếng cười quen thuộc vang lên, lúc nghĩa địa hỗn độn vừa mở ra, một thân ảnh xinh đẹp bước ra. Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh trợn to hai mắt, thật sự không thể tin được tất cả những gì mình nhìn thấy. Hạ Nhược Tuyết đã tỉnh lại, đứng trước mặt hắn. Bất luận là biểu cảm, động tác, giọng điệu hay phong thái đều giống hệt Hạ Nhược Tuyết, em. Em không sao rồi, thật tốt quá. Hạ Nhược Tuyết lộ ra một nụ cười, Diệp Bắc Minh, ta là Giao Hy. Giao Hy, chuyện này rốt cục là sao? Không phải ngươi nói Nhược Tuyết không thể tỉnh lại sao? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên ngưng trọng, giọng nói có chút tức giận. Giao Hy cười quái dị, ha 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 ha, ngươi tin lời ta nói à? Sao ngươi lại ngây thơ như vậy chứ? Đây chính là Hạ Nhược Tuyết đã làm lay động trái tim ngươi sao? Hả? Diệp Bắc Minh nói, ngươi có lừa dối ta hay không, cũng không sao. Chỉ cần ngươi thả Nhược Tuyết tỉnh lại, rời khỏi cơ thể cô ấy, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Giao Hy lộ ra một nụ cười đùa giỡn, ngươi nói chưa từng xảy ra thì là chưa từng xảy ra sao? Thân thể này không tệ, ta lấy rồi. Còn về Nhược Tuyết của ngươi, cả đời ngươi cũng đừng nghĩ đến việc quay lại. Xoay người, tiến lên một bước, nhảy xuống hồ máu. Ngăn cô ta lại. Giao Trì biến sắc. Trực tiếp lặn xuống. Diệp Bắc Minh tức giận gầm lên, mẹ kiếp, để thân thể Nhược Tuyết lại cho tai. Hắn giơ tay hít một hơi, năng lượng hỗn độn trong cơ thể trào ra, hóa thành xiềng xích vô tận, hội tụ về phía trước. Ngăn cản Giao Hy, trên môi cô ta nở một nụ cười quái dị. Đôi tay mảnh khảnh từ sâu bên trong tóm lấy cổ mình. Diệp Bắc Minh, nếu ngươi dám ngăn cản ta, ta sẽ bóp nát cái cổ này. Ngươi! Diệp Bắc Minh kinh hãi, lập tức dừng lại. Giao Hy nhân cơ hội, xoay người nhảy vào trong hồ máu vô tận. Nhìn thấy Giao Hy biến mất, sắc mặt Giao Trì trở nên khó coi, sao ngươi không ngăn cô ta lại? Đế thi đang ở dưới hồ máu, nếu cô ta dung hợp đế thi trước ta, hậu quả sẽ rất khó lường. Diệp Bắc Minh, ngươi nợ ta.
Giao Chỉ hét lên, cũng nhảy xuống hồ máu. Giây tiếp theo, ùng ục, toàn bộ hồ máu sôi lên, những đợt sóng khổng lồ cuộn lên, Giao Chỉ phun ra một ngụm máu bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống đất. Chết tiệt, thực lực của cô ta lại tăng lên nhiều như vậy. Diệp Bắc Minh, bây giờ chỉ có ngươi có thể giúp ta. Nếu ta thất bại, Hạ Nhược Tuyết sẽ chết. Giao Chỉ lau máu trên khóe miệng, tiếp tục đi về phía hồ máu. Diệp Bắc Minh hoàn toàn tức giận, mẹ kiếp rốt cuộc chuyện này là sao? Lời của các người, rốt cuộc ai mới là thật? Nhược Tuyết, thật sự vẫn có thể cứu được sao? Mẹ kiếp, trả lời tôi đi. Giao Chỉ cắn đôi môi đỏ mọng, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, tự mình làm đi, đáp án ở ngay trước mắt. Nhảy vào hồ máu. Diệp Bắc Minh châm mặt. Huyết trì đằng trước sôi ủng ục, anh kinh ngạc phát hiện, nó lại là khí tức của đế huyết. Lẽ nào số máu này đều là đế huyết? Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh lo cho an nguy của Hạ Nhược Tuyết, anh cắn răng nhảy vào. Luôn. Bùm. Trong phút chốc đó, anh cảm thấy mình như vừa nhảy vào lò lửa vậy. Quần áo trên người hóa thành bột phấn trong nháy mắt. Đồng thời, từng tia khí huyết len lỏi vào khắp mọi chỗ. Chúng xuyên qua mắt, mũi, tui, miệng, thậm chí là lỗ chân lông, tụ vào trong người An Hy. Số máu này đang cố giành quyền kiểm soát cơ thể anh. Chuyện gì thế này? Diệp Bắc Minh cả kinh, hỗn độn đế huyết trong cơ thể sôi sục, cật lực chống lại đám máu tươi xông vào cơ thể anh. Mình biết mình. Đám đế huyết này đều có ý thức, chúng muốn chiếm lấy cơ thể. Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, Nhược Tuyết sẽ nguy hiểm mất. Anh là hỗn độn đế thể mà còn khó mà chống lại. Hạ Nhược Tuyết chỉ là kiếm tâm chỉ thể, sao mà chống lại sự chiếm đoạt của đế huyết được? Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh hô một tiếng, một lượng lớn đế huyết tràn vào miệng anh, rồi lan ra tứ chỉ bách hải. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Bắc Minh đành ngậm miệng lại, bắt đầu tìm kiếm trong huyết trì. Đế huyết sôi sục, trước mắt một mảng tanh hồng, thần niệm cũng không thăm dò được. Bỗng nhiên, trong mảng tanh hồng phía trước, một bóng người đập vào mắt, Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh xông tới, bóng người đó run lên, lại quay người ôm chặt lấy Diệp Bắc Minh. Toàn thân nóng rực, như thể bị thiêu đốt, hai người ôm chặt nhau, quần áo đã hóa thành cho bụi từ lâu rồi. Diệp Bắc Minh đưa tay ra nắm, kích cỡ không đúng, của Hạ Nhược Tuyết rõ ràng to hơn, Nhan cô nương, là cô. Diệp công tử, cứu tôi với. Bất Hủ Nhan run rẩy, đau khổ cầu xin. Nắng. Đế huyết không ngừng tràn vào cơ thể cô ta, làm cô ta không chịu được. Chỉ sau vài chục nhịp thở, cơ thể gần như nổ tung. Diệp công tử, người anh mát quá, an toàn quy cần ôm Diệp Bắc Minh, mình sẽ bớt đau đớn đi nhiều. Bất Hủ Nhan phát hiện, chỉ. Hai người ôm nhau thật chặt. Trong huyết trì, nhiệt độ tăng vọt. Diệp Bắc Minh vốn đang máu nóng sôi trào. Rồi lại bị kích thích nữa, đôi mắt anh lập tức đỏ ngầu. Nhan cô nương, cô tỉnh táo một chút đi. Diệp Bắc Minh khàn giọng, thở dốc. Bất Hủ Nhan uốn éo, Diệp công tử, tôi nóng quá, tôi cảm giác người mình sắp tan chảy rồi. Diệp Bắc Minh nuốt nước miếng, quần áo hai người đã tan thành cho bụi từ lâu rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn anh sẽ phạm sai lầm. Không được, còn chưa tìm được Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh lắc đầu, vội vàng nghĩ cách, ném chuyện này ra sau đầu, Nhan cô nương, đắc tội rồi. Anh đưa tay ra chế trụ hai tay như ngọc của cô ta. Một luồng khí hỗn độn trào ra, bao lấy cô ta. Thả Bất Hủ Nhan đang uốn éo ra xong, anh quay người đi sâu xuống huyết trì. Vừa lặn xuống được khoảng 100 mét, anh thấy một nữ nhân ngồi khoanh chân, lực lượng đế huyết vô tận đang như hồng thủy, đổ dồn về phía cơ thể cô ta. Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh quát một tiếng, lao thẳng tới. Quả nhiên là Hạ Nhược Tuyết. Không nói thêm lời nào, anh nhanh chóng lao đến trước mặt Hạ Nhược Tuyết. Khí hỗn độn bảo phủ tới, ngăn cách đám máu trong huyết trì. Diệp Bắc Minh, ta là Giao Trì, ngươi nhận nhầm người rồi. Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, nhưng lại phát ra giọng nói của Giao Trì. Là Giao Hy, ngươi lập tức ra khỏi cơ thể Nhược Tuyết cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Một tay, trực tiếp ôm lấy eo của Hạ Nhược Tuyết, cô ta cứng người, cả người như bị điện giật. Trong huyết trì, hai người trần như nhộng, tiếp xúc thân mật như này. Hạ Nhược Tuyết hoàn toàn không chịu nổi. Diệp Bắc Minh, ngươi nhận sai người rồi, đây là cơ thể máu thịt ta vừa ngưng tụ ra, ta thật sự là Giao Trì. Hạ Nhược Tuyết vẫn còn ở dưới sâu hơn, ngươi phải đi tìm cô ấy, bây giờ mau đi đi. Hạ Nhược Tuyết cắn môi, run giọng nói. Diệp Bắc Minh giận không kiềm được, cút con mẹ nhà ngươi. Ngươi vẫn còn muốn lừa ta à? Ngươi không chịu cút khỏi cơ thể Nhược Tuyết chứ gì? Được, anh nheo mắt.
không chút khách sáo, đưa tay ra chộp tới. Áp! Hạ Nhược Tuyết hét lên, khuôn mặt xinh đẹp lóe lên lửa giận phừng phừng. Diệp Bắc Minh, ngươi điên rồi. Ngươi lại dám làm loại chuyện này với bổn đế. Ngươi, đáng chết. Hạ Nhược Tuyết, nổi điên luôn. Trên người bùng lên một cỗ sát khí ngập trời. Một tay bắt lấy cổ tay Diệp Bắc Minh, cái tay này, không cần tồn tại nữa. Cô ta dùng lực mạnh. Diệp Bắc Minh không nhúc nhích, trái lại còn trở tay chế trụ Hạ Nhược Tuyết. Buông ran. Hạ Nhược Tuyết, quát lên, đưa tay còn lại ra, nhưng vẫn bị Diệp Bắc Minh bắt được. Hai tay bị khóa ra sau lưng, cút ra khỏi cơ thể Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh lên tiếng lần nữa. Hạ Nhược Tuyết, sốt ruột, giận không kiềm được, Diệp Bắc Minh, ta thật sự là giao trì. Ngươi nhận nhầm người rồi. Bởi vì máu của Hạ Nhược Tuyết hòa vào huyết trì, nên lúc ta ngưng tụ cơ thể mới giống cô ta. Khối cơ thể này là của ta, không phải Hạ Nhược Tuyết mà ngươi nói. Diệp Bắc Minh cười lạnh lắc đầu, Giao Hy, ngươi lừa ta một lần. Mà vẫn muốn lừa ta lần thứ hai sao? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cút ra khỏi cơ thể Nhược Tuyết. Bằng không, ánh mắt Diệp Bắc Minh hạ xuống. Hạ Nhược Tuyết cứng đờ người, không kìm được run rẩy, ngươi định làm gì? Mau dừng tay. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt cười một cái, rượu mười không uống, muốn uống rượu phạt. Hai người gần như hòa vào nhau. Hạ Nhược Tuyết, run rẩy không ngừng, trong lòng vô cùng tức giận, cực kỳ tức giận. Cút khỏi cơ thể ta. Hạ Nhược Tuyết, hét lên, Diệp Bắc Minh, ngươi điên rồi. Ta là giao trì, ta là nữ đế. Ngươi lại, dám khinh nhờn nữ đế. Ta phải giết ngươi, Qua nửa canh giờ, vẫn không chịu ra khỏi cơ thể Nhược Tuyết ư. Diệp Bắc Minh điên lắm rồi. Hạ Nhược Tuyết căn môi, phẫn nộ mắng, Diệp Bắc Minh, giao trì ta thề, nhất định phải giết tên khốn nhà ngươi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, Giao Hy, cô cứ giả vờ làm người khác, có ý nghĩa gì không? Đúng lúc này, ầm ầm, toàn bộ huyết trì chấn động. Sâu trong huyết trì xuất hiện một xoáy nước. Ở khu vực trung tâm vòng xoáy, một Hạ Nhược Tuyết khác đang ngồi xếp bằng, vô tận máu loãng đang tụ về phía cô ta. Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh giật mình, nuốt ngụm nước miếng, nhìn, Hạ Nhược Tuyết, đang ôm trong lòng, sao lại có hai Nhược Tuyết, rốt cuộc ai mới là Nhược Tuyết? Thật, Hạ Nhược Tuyết, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, sắp khóc đến nơi, ta đã nói rồi. Ta là Giao Trì, không phải Hạ Nhược Tuyết. Cô, sao cô không nói sớm? Diệp Bắc Minh cả kinh, vội vàng lùi ra, khiếp sợ nhìn đối phương. Khuôn mặt Giao Chỉ giống hệt Hạ Nhược Tuyết nhíu mày, rồi cắn môi, Bắc Minh, người khốn kiếp. Xin lỗi, nhầm rồi. Diệp Bắc Minh xin lỗi. Lúc này, không thể giải thích quá nhiều, Hạ Nhược Tuyết ở bên kia có thể bị Giao Hy chiếm đoạt cơ thể bất cứ lúc nào. Hắn tiến lên một bước, hướng về phía Hạ Nhược Tuyết thật sự. Diệp Bắc Minh hơ ly, nhìn thấy Diệp Bắc Minh rời đi như vậy. Giao Trì tức giận đến suýt khóc. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã lao tới trước vòng xoáy máu ngưng tụ, sức mạnh vô tận của đế huyết đang hội tụ về phía cơ thể Hạ Nhược Tuyết. Phá cho tai Diệp Bắc Minh hét lớn, tung ra một cú đấm, hỗn độn đế huyết trong cơ thể hắn bùng nổ. Một con huyết long lao ra, lao thẳng vào vòng xoáy, nhưng bị nghiền nát ngay lập tức. Diệp Bắc Minh hơi nheo mắt lại, sức mạnh của đế huyết quá mạnh, hắn không thể phá vỡ vòng xoáy. Cũng không có cách nào đến gần Hạ Nhược Tuyết. Có rồi. Đột nhiên, trong lòng Diệp Bắc Minh khế động, nghĩa địa hỗn độn, mở Ranbass. Trong khoảnh khắc, năng lượng trong huyết đế đột nhiên đổi hướng, lao thẳng về phía nghĩa địa hỗn độn. Một cơn bão dữ dội bất ngờ tràn qua toàn bộ nghĩa địa hỗn độn. Cát đá bay loạn xạ. Dưới năng lượng dâng trào, tấm bia mộ cổ ở lối vào tầng 2 ngày càng trở nên rõ ràng. Một con đường cực kỳ rộng xuất hiện phía sau, dẫn sâu hơn vào nghĩa địa hỗn độn. Không đợi Diệp Bắc Minh vui mừng, bên tai đã vang lên một tiếng hét, tiểu tử, người dám phá hỏng việc tốt của ta. Chết đi. Giao Hy đang khống chế thân thể Hạ Nhược Tuyết, mở mắt ra, sát ý vô tận bắn dai. Giây tiếp theo, một thanh thần kiếm màu xanh nước biển xuất hiện. Chính là vũ khí bản mệnh của Hạ Nhược Tuyết, cực kỳ sắc bén, chém vào. Đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh liên tiếp tung ra ba cú đấm. Cú đấm đầu tiên đã làm rung chuyển thần kiếm bản mệnh của Hạ Nhược Tuyết. Cú đấm thứ hai đánh ra một con huyết long, tiến về phía trước. Cú đấm thứ ba hướng về phía sau cơ thể, dùng lực phản chấn nhanh chóng bắn về phía Hạ Nhược Tuyết. Cú đấm thứ hai đánh ra một con huyết long, tiến về phía trước. Cú đấm thứ ba hướng về phía sau cơ thể, dùng lực phản chấn nhanh chóng bắn về phía Hạ Nhược Tuyết. Phút, huyết long và Diệp Bắc Minh gần như đồng thời tới nơi. Giao Hy khống chế cơ thể của Hạ Nhược Tuyết, giơ tay chống trả,
nhưng lại bị sức mạnh của huyết long đánh bật. Một ngụm máu phun ra. Diệp Bắc Minh giơ tay lắc lắc, năng lượng hỗn độn ngưng tụ thành một xiềng xích. Quấn quanh eo Hạ Nhược Tuyết, kéo cô đến trước mặt hắn. Giao Hy, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rời khỏi cơ thể của Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh uy hiếp. Giao Hy cười lạnh, thần hồn của Hạ Nhược Tuyết đã sớm bị ta nuốt từ lâu rồi. Ngươi nghĩ cô ta có thể quay lại được không? Diệp Bắc Minh tức giận, ngươi nói dối. Nếu còn không ra, ta sẽ giết ngươi. Giao Hy hừ lạnh một tiếng, ngươi nỡ hủy hoại thân thể của cô ta sao? Được. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên lạnh lùng. Hắn giơ tay nắm lấy, xé nát một chút tấm màn che trên người Hạ Nhược Tuyết. A, à, Giao Hy kêu lên. Tuy rằng đây không phải thân thể của cô ta, nhưng hiện tại là do cô ta khống chế, tất cả cảm giác đều là của cô ta. Nhìn vào ánh mắt của người đàn ông, trong lòng Giao Hy vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhắm cái mắt chó của ngươi lại, nếu không ta. Diệp Bắc Minh lập tức ra tay. Ngươi định làm gì ta? Giọng Giao Hy run run, nghĩ đến một sự thật đáng sợ. Cô đã nhìn thấy tất cả những gì vừa rồi Diệp Bắc Minh làm với Giao Trì. Tên xúc sinh này, lẽ nào muốn? Một cảm giác nóng bức ập đến. Ngươi làm thật à? Thân thể Giao Hy run rẩy. Diệp Bắc Minh cười lạnh, ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Nếu ngươi đã không rời khỏi thân thể người phụ nữ của ta, vậy thì cứ từ từ cảm nhận đi. Giao Hy tức giận gần như ngất đi, nhắm mắt lại, không muốn biết cảm giác đó. Nhưng dù có phong tỏa năm giác quan như thế nào, cô ta vẫn không thể che đậy được mọi thứ. Bắc Minh, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Diệp Bắc Minh mừng rỡ, dừng lại, Nhược Tuyết, là em sao? Hạ Nhược Tuyết liếc nhìn Diệp Bắc Minh, đỏ mặt, không ngờ vừa mới lấy lại quyền kiểm soát cơ thể lại xảy ra cảnh tượng này. Là Imo. Cô ngượng ngùng gật đầu, chủ động phối hợp với hắn, Bắc Minh, Giao Hy không cho em nhiều thời gian, em sẽ kể ngắn gọn th. Thần hồn của em đã bị Giao Hy áp chế ở sâu trong biển ý thức, em có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh, nhưng lại không thể liên lạc được với anh. Giao Hy muốn thân thể này, nhưng nếu em không đồng ý, cô ta không thể cưỡng ép đoạt được. Chúng em đã đạt đến thỏa thuận, quyết định sẽ dùng chung thân thể này, chỉ cần cô ta tìm được thi thể của mình năm đó, cô ta sẽ thả tự do cho Imo. Diệp Bắc Minh cau mày. Hắn không thể chắc chắn được. Hạ Nhược Tuyết trước mặt rốt cục có phải là cô thật không? Hoặc là Giao Hy đang đóng giả? Em biết anh đang nghi ngờ lời nói của em, vậy để em chứng minh. Khóe miệng Hạ Nhược Tuyết hiện lên một nụ cười cảm động. Đứng trước mặt Diệp Bắc Minh, đối mặt với hắn. Giây tiếp theo, từ từ ngồi xổm xuống. Mẹ kiếp, đôi mắt Diệp Bắc Minh mở to. Nếu là Giao Hy, tuyệt đối không thể làm như vậy với hắn. 15 phút sau, Hạ Nhược Tuyết đứng dậy, lộ ra nụ cười danh mãnh, bây giờ, có thể chứng minh em là Hạ Nhược Tuyết rồi chứ. Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ, có thể. Hạ Nhược Tuyết cười hi hi, che miệng, nhớ kỹ lời em nói. Giây tiếp theo. Khụ khụ khu. Hạ Nhược Tuyết ho dữ dội, lao sang một bên, nôn mửa nhiều lần. Có vẻ như Giao Hy đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Cô ta tức giận hét lên, ngươi lại, đáng chết. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, nếu không phải Nhược Tuyết, ngươi cho. Rằng ngươi có cơ hội sao? Nói đi, ngươi sẽ làm thế nào? Có gì cần ta giúp không? Không. Giao Hy tức giận run rẩy, ta muốn đi tới chỗ sâu nhất của hồ máu, tìm kiếm mảnh vỡ của đế thi. Ngươi cút ra, canh giữ hồ máu là được. Không được để bất cứ ai làm phiền bọn ta, nếu không, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích. Nói xong, xoay người tiến sâu hơn vào hồ máu. Diệp Bắc Minh cau mày. Lúc này, Giao Trì vội vàng lao xuống, dùng ánh mắt cứng rắn nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, món nợ vừa rồi, đợi sau này bổn đế sẽ tính sổ với ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng có chết, bằng không, khó có giải được mối hận trong lòng tai. Bóng người lóe lên, nhanh chóng tiến về phía sâu của hồ máu. Nhìn thấy hai người biến mất. Diệp Bắc Minh do dự một lát. A, à, cứu tôi với. Có tiếng hét thảm thiết từ phía trên. Năng lượng hỗn độn xung quanh cơ thể của Bất Hủ Nhan đã tiêu tan từ lâu, cô sắp không chống đỡ được sức mạnh của đế huyết ở trong hồ máu. Diệp Bắc Minh vội vàng chạy tới, ôm lấy Bất Hủ Nhan, hướng về phía mặt hồ máu. Lối vào sơn cốc, cô đã ở lại đây theo yêu cầu của Diệp Bắc Minh. Có mấy người từ xa bay tới, ngã xuống đất như chó chết, kêu thảm thiết. Diệp Lỗi, sao lại là các người? Sau khi nhìn kỹ hơn, lại là đám người Diệp Lỗi. Lúc này, tay chân của mấy người bị vặn vẹo thành một vòng cung vô cùng khốn khổ. Ở đan điền có một cái lỗ bị nổ tung, máu không ngừng tuôn ra.
hoàn toàn bị phế rồi. Ha ha ha, cuối cùng cũng tìm được rồi. Tên vô dụng đó đâu? Sao không thấy hắn? Mấy bóng người nhanh chóng bay tới, chính là Tiêu Đế và sáu ông lão nhà họ Tiêu. Cảnh giới tế đạo cấp 8, cá người tự phong ấn cảnh giới, trốn vào đây. Diệp Quỳnh biến sắc. Tiêu Đế liếc cô một cái, ta không có hứng thú với đám vô dụng các ngươi. Nói, Diệp Bắc Minh ở đâu? Mấy ông lão cảnh giới tế đạo cấp 8 đã phong tỏa khu vực xung quanh. Diệp Quỳnh biết mình không thể trốn thoát, ha ha. Không nói. Tiêu Đế cười đùa giỡn. Chỉ bằng một cú tung ngón tay, đầu của một thanh niên nhà họ Diệp nổ tung như quả dưa hấu. Diệp Hữu Niên, Diệp Quỳnh kinh hãi. Tiêu Đế giờ mới chậm rãi nói, nếu còn không nói, ta sẽ giết thêm một người nữa. Ở đây còn có 4 người, người vẫn có thể từ chối ta 4 lần nữa. Khi ngươi từ chối ta lần thứ 5, ta sẽ lột trần ngươi, treo ngươi lên cổng truyền tống rời khỏi vô căn chỉ địa. Ngươi, mặt Diệp Quỳnh tái nhợt, Tiêu Đế sẽ làm ra chuyện đó thật đấy. Diệp Lỗi chửi ầm lên luôn, đệt, Diệp Quỳnh, con mẹ nó cô mau nói đi. Rốt cuộc thằng tiện chủng Diệp Bắc Minh kia đã cho cô uống bùa mê thuốc lú gì mà cô phải giúp tên đó như vậy. Mau nói cho Tiêu công tử biết thằng tiện chủng đó đang ở đâu. Diệp Quỳnh, sao cô đê tiện thế, tôi lệnh cho cô mau nói. Diệp Quỳnh, đồ đàn bà vô liêm sỉ này, cô đã gian díu với Diệp Bắc Minh rồi hả? Không thì sao cô lại bất chấp mạng sống của chúng tôi, cũng nhất quyết bảo vệ hành tung của hắn vậy? Diệp Đông, Diệp Khang, Diệp U chửi rất khó nghe. Diệp Quỳnh vẫn cắn răng không chịu nói. Đột nhiên, trong đầu cô ta vang lên một giọng nói, dẫn họ đến. Cùng lúc đó, ở sâu trong sơn cốc, Diệp Bắc Minh mở mắt ra, trên gương mặt lóe lên sát ý lạnh lẽo, ha ha. Nôn nóng đi nộp mạng thế cơ à? Bất Hủ Nhan ở bên cạnh đã tỉnh từ lâu. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, rồi xấu hổ cựa mình, Diệp công tử, sao vậy? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không có gì, có một đám tự tìm đường chết ý mà. Cô trốn đi trước đi, chuyện còn lại cứ để tôi lo. Được. Sau khi nhận được câu trả lời của Bất Hủ Nhan, Diệp Bắc Minh lại nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thu năng lượng gần huyết trì. Nửa cảnh giờ sau, mười mấy bóng người từ xa đi tới, mấy lão giả trong số đó kích động bảo, công tử, đây hẳn là một chiến trường cổ xưa. Người xem này, các dấu vết đánh nhau rất rõ ràng. Còn cả số binh khí bị gãy trên mặt đất nữa, vớ bừa một cái ít nhất cũng là binh khí cấp tế đạo chi thượng. Thậm chí còn có một vài mảnh kim loại cấp đế nữa. Láu tươi trên mặt đất tụ thành sông, bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa cạn. Vẫn tiếp tục chảy, hít, là mùi của đế huyết, trời ơi, chẳng lẽ đám người chiến đấu ở đây năm xưa là một đám ở cảnh giới đại đế ư? Mấy lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 kích động đến nỗi run cả người. Giờ đừng nghĩ nhiều thế, đợi giải quyết xong tên nhóc đó rồi từ từ vơ vét xô. Tiêu Đế mỉm cười, ánh mắt anh ta trầm xuống, nhìn về phía cuối sơn cốc. Diệp Bắc Minh đang ngồi trước huyết trì giống như một con suối, nó không ngừng chảy ra máu tươi, tụ thành sông trên mặt đất. Khí tức của đế huyết cũng chảy ra từ huyết trì. Bắc Minh, Diệp Quỳnh muốn lao qua đó. Tiêu Đế đưa tay ra túm lấy Diệp Quỳnh rồi bay qua đó, Diệp Quỳnh bị Tiêu Đế túm cổ, ngươi chạy cái gì? Lẽ nào ngươi thật sự đã gian díu với tên tiện chủng đó như bọn họ nói hả? Cảm giác hít thở không thông truyền tới. Khụ khụ. Diệp Quỳnh không thở nổi. Diệp Bắc Minh mở mắt ra, con ngươi lạnh băng, thả cô ấy ra. Ta đánh với ngươi. Ngươi đánh với ta, ngươi cũng xứng à, quỳ xuống trước đi, Tiêu Đế quát. Sau đó anh ta ném Diệp Quỳnh đi, Diệp Quỳnh va mạnh vào vách đá bên cạnh, hộc máu. Vù. Tiêu Đế nhảy lên, để lại một tàn ảnh hoàng kim tại chỗ. Giây tiếp theo đã đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Hai người gần như đồng thời ra quyền. Bùm! Trời long đất lở, hư không xung quanh chấn động một chút. Diệp Bắc Minh lùi lại mười mấy bước, suýt lùi đến mép huyết trì. Tiêu Đế bay đi, đáp xuống cách đó mấy chục mét. Công tử, người không sao chứ? Mấy lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ. Bốp! Tiêu Đế vung tay tát lão giả vừa đỡ mình. Sau đó nổi giận quát. Ta cần ngươi đỡ à? Cút! Quay đầu lại, con ngươi đỏ ngầu nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, được lắm. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng ngươi có vinh hạnh trông thấy dáng vẻ thật của Hoàng Kim Thần Thể, chết cũng nhắm mắt được rồi. Cheng! Cơ thể anh ta phát ra ánh sáng vàng rực rõ. Máu vàng trong cơ thể trào dâng. Giây tiếp theo, không ngờ Tiêu Đế lại biến thành một người vàng. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh ta đều phát ra âm vang không dứt bên tai. Sau đó anh ta lao về phía Diệp Bắc Minh như một quả pháo.
Diệp Bắc Minh nheo mắt, ngưng tụ khí hỗn độn trong cơ thể, cho nó bao phủ khắp người anh. Sau đó, anh huy động toàn bộ thần lực, đấm về phía Tiêu Đế đang lao đến. Âm một tiếng nổ vang lên. Tiêu Đế hét thảm một tiếng, hộc ra một ngụm máu vàng, lảo đảo bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh đi tới, từ trên cao dẫm xuống. Phanh, một tiếng nổ vang lên. Tiêu Đế bị đập xuống đất như một con chó chết. Đây chính là Hoàng Kim Thần Thể à. Yếu thế, bụp, 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 bụp ồ. Diệp Bắc Minh sôi máu, dẫm hết cái này đến cái khác như đang dẫm một con chó chết. Công tử, tám lão giả cảnh giới tế đạo chố mắt nhìn. Diệp Quỳnh, Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U, Diệp Khang, năm người ngây ra như phỗng. Hoàng Kim Thần Thể mà lại bị hành hung hả? Mẹ kiếp, cút. Tiêu Đế cực kỳ tức giận, hét to. Ầm ầm ầm. Một cỗ đế uy cực kỳ khủng bố bạo phát, Diệp Bắc Minh cảm thấy mình như một chiếc lá bị cuốn vào cơn lốc giật cấp 20. Phụt. Cơ thể chịu đòn nặng nề. Anh hộc ra một ngụm máu. Sau đó anh lăn đi, rồi lại hộc thêm mười mấy ngụm máu trên không trung. Xong mới bịch một tiếng, đập người xuống trước huyết trì. Minh khí đại đết. Diệp Quỳnh, Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U, Diệp Khang, năm người run lên, khiếp sợ nhìn Tiêu Đế. Chỉ thấy, Tiêu Đế vươn tay lên khỏi mặt đất. Năm ngón tay siết chặt, cầm một cái thước vàng óng ánh, như thể được đúc từ vàng vậy. Một trong hai kiện binh khí đại đế của nhà họ Tiêu. Thước vô lượng. Bụp, bụp, bụp. Tiêu công tử tha mạng. Tiêu công tử tha mạng. Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U, Diệp Khang, bốn người quỳ xuống điên cuồng dập đầu. Hít. Diệp Quỳnh hít một ngụm khí lạnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Một cảm giác tuyệt vọng chạy từ lòng bàn chân lên trái tim. Không ngờ Tiêu Đế lại mang một binh khí đại đế bên người. Phụt. Diệp Bắc Minh lại hộc ra một ngụm máu, cú đánh vừa rồi đã làm anh gãy mấy chục cái xương. Uy lực của binh khí đại đế, quả là đáng sợ. Nhóc con, cậu sao thế? Sao lại bị thương nặng vậy? Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chợt vang lên. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tiểu tháp, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi. Ông bị sao vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích nhanh, vô căn chỉ địa rất tà môn, sau khi đi vào nơi này, tôi bị phong ấn hoàn toàn luôn. Không thể liên lạc với cậu được, vừa nấy lúc Tiêu Đế sử dụng binh khí đại đế, phép tắc khu vực gần đây đã bị binh khí đại đế tái lập lại. Nên bổn tháp tỉnh. Tiếp đó, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói với giọng ngưng trọng, nhóc con, cậu bị thương rất nặng. Gãy 63 cái xương, đan điền cũng bị làm vỡ rồi. Nếu cậu không phải hỗn độn đế thể, e là vừa nãy cậu đã hóa thành huyết phụ luôn rồi. Diệp Bắc Minh cười khổ, mẹ nó. Tôi cũng không ngờ, Tiêu Đế lại mang theo một binh khí đại đế bên người. Lúc này, Tiêu Đế đã bỏ dậy, trên người chỗ nào cũng bầm tím. Anh ta cầm thước vô lượng, đế uy khủng bố thổi quét toàn bộ không gian. Diệp Bắc Minh, CMN ngươi đánh giỏi lắm cơ mà. Ngươi hung hăng tiếp đi. Đánh ta, đệt, bây giờ để ông đây xem ngươi đánh kiểu gì. Mắt Tiêu Đế đỏ ngầu. Hoàng Kim Thần Thể khiến anh ta chưa từng thua trận. Chỉ có mỗi lúc ở trước mặt Diệp Bắc Minh, là hai lần bị hành hung thôi, đệt. Chết tiệt, CMN, đồ sâu bộ làm người ta chán ghét, người dựa vào đâu mà đấu với ta chứ? Đi chết đi, biến đi. Anh ta điên cuồng giơ thước vô lượng lên, nghiền áp về phía Diệp Bắc Minh. Ngươi, mặt Diệp Quỳnh tái nhợt, Tiêu Đế sẽ làm ra chuyện đó thật đấy. Diệp Lỗi chửi ầm lên luôn, đệt, Diệp Quỳnh, con mẹ nó cô mau nói đi. Rốt cuộc thằng tiện chủng Diệp Bắc Minh kia đã cho cô uống bùa mê thuốc lú gì mà cô phải giúp tên đó như vậy. Mau nói cho Tiêu công tử biết thằng tiện chủng đó đang ở đâu. Diệp Quỳnh, sao cô đê tiện thế, tôi lệnh cho cô mau nói. Diệp Quỳnh, đồ đàn bà vô liêm sỉ này, cô đã gian díu với Diệp Bắc Minh rồi hả? Không thì sao cô lại bất chấp mạng sống của chúng tôi, cũng nhất quyết bảo vệ hành tung của hắn vậy. Diệp Đông, Diệp Khang, Diệp U chửi rất khó nghe. Diệp Quỳnh vẫn cắn răng không chịu nói. Đột nhiên, trong đầu cô ta vang lên một giọng nói, dẫn họ đến. Cùng lúc đó, ở sâu trong sơn cốc, Diệp Bắc Minh mở mắt ra, trên gương mặt lóe lên sát ý lạnh lẽo, ha ha. Nôn nóng đi nộp mạng thế cơ à? Bất Hủ Nhan ở bên cạnh đã tỉnh từ lâu. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, rồi xấu hổ cựa mình, Diệp công tử, sao vậy? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không có gì, có một đám tự tìm đường chết ý mà. Cô trốn đi trước đi, chuyện còn lại cứ để tôi lo. Được. Sau khi nhận được câu trả lời của Bất Hủ Nhan, Diệp Bắc Minh lại nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thu năng lượng gần huyết trì. Nửa cảnh giờ sau, mười mấy bóng người từ xa đi tới,
mấy lão giả trong số đó kích động bảo, công tử, đây hẳn là một chiến trường cổ xưa. Người xem này, các dấu vết đánh nhau rất rõ ràng. Còn cả số binh khí bị gãy trên mặt đất nữa, vớ bừa một cái ít nhất cũng là binh khí cấp tế đạo chi thượng. Thậm chí còn có một vài mảnh kim loại cấp đế nữa. Máu tươi trên mặt đất tụ thành sông, bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa cạn. Vẫn tiếp tục chảy, hít, là mùi của đế huyết, trời ơi, chẳng lẽ đám người chiến đấu ở đây năm xưa là một đám ở cảnh giới đại đế ư? Mấy lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 kích động đến nỗi run cả người. Giờ đừng nghĩ nhiều thế, đợi giải quyết xong tên nhóc đó rồi từ từ vơ vét xô. Tiêu đế mỉm cười, ánh mắt anh ta trầm xuống, nhìn về phía cuối sơn cốc. Diệp Bắc Minh đang ngồi trước huyết trì giống như một con suối, nó không ngừng chảy ra máu tươi, tụ thành sông trên mặt đất. Khí tức của đế huyết cũng chảy ra từ huyết trì. Bắc Minh, Diệp Quỳnh muốn lao qua đó. Tiêu đế đưa tay ra túm lấy Diệp Quỳnh rồi bay qua đó, Diệp Quỳnh bị tiêu đế túm cổ, ngươi chạy cái gì? Lẽ nào ngươi thật sự đã gian díu với tên tiện chủng đó như bọn họ nói hả? Cảm giác hít thở không thông truyền tới. Khu khụ. Diệp Quỳnh không thở nổi. Diệp Bắc Minh mở mắt ra, con ngươi lạnh băng, thả cô ấy ra. Ta đánh với ngươi. Ngươi đánh với ta, ngươi cũng xứng à, quỳ xuống trước đi, tiêu đế quát. Sau đó anh ta ném Diệp Quỳnh đi, Diệp Quỳnh va mạnh vào vách đá bên cạnh, hộc máu. Vù. Tiêu đế nhảy lên, để lại một tàn ảnh hoàng kim tại chỗ, giây tiếp theo đã đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Hai người gần như đồng thời ra quyền. Bùm. Trời long đất lở, hư không xung quanh chấn động một chút. Diệp Bắc Minh lùi lại mười mấy bước, suýt lùi đến mép huyết trì. Tiêu đế bay đi, đáp xuống cách đó mấy chục mét. Công tử, người không sao chứ? Mấy lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ. Bốp! Tiêu đế vung tay tát lão giả vừa đỡ mình. Sau đó nổi giận quát, ta cần ngươi đỡ à? Cút! Quay đầu lại, con ngươi đỏ ngầu nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, được lắm. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng ngươi có vinh hạnh trông thấy dáng vẻ thật của Hoàng Kim thần thể, chết cũng nhắm mắt được rồi. Cheng! Cơ thể anh ta phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Máu vàng trong cơ thể trào dâng. Giây tiếp theo, không ngờ tiêu đế lại biến thành một người vàng. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh ta đều phát ra âm vang không dứt bên tai, sau đó anh ta lao về phía Diệp Bắc Minh như một quả pháo. Diệp Bắc Minh nheo mắt, ngưng tụ khí hỗn độn trong cơ thể, cho nó bao phủ khắp người anh. Sau đó, anh huy động toàn bộ thần lực, đấm về phía tiêu đế đang lao đến. Âm, một tiếng nổ vang lên. Tiêu đế hét thảm một tiếng, hộc ra một ngụm máu vàng, lảo đảo bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh đi tới, từ trên cao dẫm xuống. Phanh, một tiếng nổ vang lên. Tiêu đế bị đập xuống đất như một con chó chết. Đây chính là Hoàng Kim thần thể à. Yếu thết bụp, 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 bụp. Diệp Bắc Minh sôi máu, giãm hết cái này đến cái khác như đang giãm một con chó chết. Công tử, tám lão giả cảnh giới tế đạo chố mắt nhìn. Diệp Quỳnh, Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U, Diệp Khang, năm người ngây ra như phỗng. Hoàng Kim thần thể mà lại bị hành hung hả? Mẹ kiếp, cút. Tiêu đế cực kỳ tức giận, hét to. Ầm ầm ầm. Một cỗ đế uy cực kỳ khủng bố bạo phát, Diệp Bắc Minh cảm thấy mình như một chiếc lá bị cuốn vào cơn lốc giật cấp 20. Phụt, cơ thể chịu đòn nặng nề. Anh hộc ra một ngụm máu. Sau đó anh lăn đi, rồi lại hộc thêm mười mấy ngụm máu trên không trung. Xong mới, bịch một tiếng, đập người xuống trước huyết trì. Binh khí đại đết. Diệp Quỳnh, Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U, Diệp Khang, năm người run lên, khiếp sợ nhìn tiêu đế. Chỉ thấy, tiêu đế vươn tay lên khỏi mặt đất. Năm ngón tay siết chặt, cầm một cái thước vàng óng ánh, như thể được đúc từ vàng vậy. Một trong hai kiện binh khí đại đế của nhà họ Tiêu. Thước vô lượng. Bụp, bụp, bụp. Tiêu công tử tha mạng. Tiêu công tử tha mạng. Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U, Diệp Khang, bốn người quỳ xuống điên cuồng dập đầu. Hít. Diệp Quỳnh hít một ngụm khí lạnh. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Một cảm giác tuyệt vọng chạy từ lòng bàn chân lên trái tim. Không ngờ tiêu đế lại mang một binh khí đại đế bên người. Phụt. Diệp Bắc Minh lại hộc ra một ngụm máu, cú đánh vừa rồi đã làm anh gãy mấy chục cái xương. Uy lực của binh khí đại đế, quả là đáng sợ. Nhóc con, cậu sao thế? Sao lại bị thương nặng vậy? Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chợt vang lên. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tiểu tháp, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi. Ông bị sao vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích nhanh, vô căn chỉ địa rất tà môn, sau khi đi vào nơi này, tôi bị phong ấn hoàn toàn luôn.
không thể liên lạc với cậu được, vừa nãy lúc Tiêu Đế sử dụng binh khí đại đế, phép tắc khu vực gần đây đã bị binh khí đại đế tái lập lại. Nên bổn tháp tỉnh. Tiếp đó, tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói với giọng ngưng trọng, nhóc con, cậu bị thương rất nặng. Gãy 63 cái xương, đan điền cũng bị làm vỡ rồi. Nếu cậu không phải hỗn độn đế thể, e là vừa nãy cậu đã hóa thành huyết phụ luôn rồi. Diệp Bắc Minh cười khổ, mẹ nó, tôi cũng không ngờ, Tiêu Đế lại mang theo một binh khí đại đế bên người. Lúc này, Tiêu Đế đã bỏ dậy, trên người chỗ nào cũng bầm tím. Anh ta cầm thước vô lượng, đế uy khủng bố thổi quét toàn bộ không gian. Diệp Bắc Minh, CMN ngươi đánh giỏi lắm cơ mà. Ngươi hung hăng tiếp đi, đánh ta, đệt, bây giờ để ông đây xem ngươi đánh kiểu gì. Mắt Tiêu Đế đỏ ngầu. Hoàng Kim thần thể khiến anh ta chưa từng thua trận. Chỉ có mỗi lúc ở trước mặt Diệp Bắc Minh, là hai lần bị hành hung thôi chết tiệt. CMN, đồ sâu bộ làm người ta chán ghét, người dựa vào đâu mà đấu với ta chứ? Đi chết đi, biến đi. Anh ta điên cuồng giơ thước vô lượng lên, nghiền áp về phía Diệp Bắc Minh. Ngay lúc thước vô lượng chuẩn bị tiêu diệt Diệp Bắc Minh. Cheng, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chỗ mà Diệp Bắc Minh đứng, bụi bay mù mịt ti. Toàn bộ số đá xung quanh đều hóa thành bột mịn. Một phiến không gian bị hủy diệt hoàn toàn. Bắc Minh, chết rồi sao? Diệp Quỳnh thất hồn lạc phách, ngồi bệt xuống đất. Diệp Lỗi cười điên, ha 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 ha, nói thừa. Cho dù tiện chủng này có siêu đi chăng nữa, chẳng lẽ lại đỡ được một đòn của binh khí đại đế chắc? Cô đang mơ đấy à? Chết hay lắm, chết hay lắm. Nếu không vì tên tiện chủng này, sao Tiêu công tử lại làm hại chúng ta cơ? Chứ? Nói xong, Diệp Lỗi quỳ dưới đất như một con chó. Xong bò đến trước mặt Tiêu Đế, rồi ngẩng đầu lên nói với vẻ nịnh nọt, Tiêu công tử, Hoàng Kim thần thể vô địch thiên hại. Tên tiện chủng đó đã chết rồi, ngài có thể coi chúng tôi như cái rắm, tha cho chúng tôi được không? Đúng đúng đúng, Tiêu công tử, tên tiện chủng đó chết rồi, ngài tha cho chúng tôi đi. Diệp Đông, Diệp U, Diệp Khang, ba người cũng bỏ tới, dập đầu liên tục, cầu xin. Đột nhiên, mấy người phát hiện, nét mặt Tiêu Đế thay đổi. Anh ta nhìn chằm chằm về phía huyết trì, không thể nào. Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U, Diệp Khang, bốn người đồng thời quay đầu lại. Đều, trợn tròn mắt, toàn thân cứng đời. Chỉ thấy, một tòa tháp đen cổ kính tỏa ra khí hỗn độn thoang thoảng. Nó chắn trước người Diệp Bắc Minh, cứng rắn đỡ một kích của thước vô lượng. Diệp Bắc Minh bình an vô sự. Hơn nữa, huyết trì sau lưng anh cũng được bảo vệ theo luôn. A, Diệp Bắc Minh. Diệp Quỳnh đỏ hồng mắt, kích động suýt khóc. Hừm, ánh mắt sáu lão già cảnh giới tế đạo tầng 8 đi cùng Tiêu Đế trầm xuống, bọn họ nhìn chằm chằm tòa tháp cổ, không thể nào, không có bất kỳ thứ gì hay ai có thể đỡ được một đòn của binh khí đại đế. Không, chỉ có hai khả năng, một là đối phương ở cảnh giới đại đế. Hai là, trên khuôn mặt già nua hiện rõ vẻ tham lam mồ. Tòa tháp này, cũng là một kiện binh khí đại đế. Dù không phải, thì cũng gần đến mức đấy. Vừa dứt lời, toàn trường xôn xao. Cái gì, Diệp Bắc Minh, có một kiện binh khí đại đế á? Sao có thể chứ, gia tộc cấp cho cậu ta sao? Nhà họ Tiêu chúng ta có hai kiện binh khí đại đế á? Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U, Diệp Khang, bốn người kích động lắm. Sau đó, ánh mắt họ dâng lên vẻ ghen tị sâu sắc. Ghen tị đến phát điên. Lão tổ thiên vị quá. Cũng khó trách họ nghĩ như vậy, trừ nhà họ Diệp ra. Ai có thể cho Diệp Bắc Minh một kiện binh khí đại đế chứ? Không đúng, đây không phải binh khí đại đế. Tiêu Đế lắc đầu. Thánh tử, ý ngài là... Sáu lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 nghi hoặc nhìn sang. Tiêu Đế cười lạnh một tiếng, rồi lạnh lùng nhìn tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tuy trên thân tháp này có khí thức của binh khí đại đế, nhưng không có cái cảm. Giác áp bách kiều. Vật này là một bán thành phẩm, uy lực và chất lượng chắc chắn không bằng thước vô lượng. Ha ha. Không ngờ, nhà họ Diệp giấu kỹ thế, lại nỡ đưa một món tàn thứ phẩm cho ngươi, dù vậy, ngươi cũng chết chắc thôi. Mấy người chợt hiểu ra, hóa ra là tàn thứ phẩm. Cùng lúc đó, Tiêu Đế nắm chặt thước vô lượng, khí thế tăng lên đỉnh điểm, chỉ là một món tàn thứ phẩm, ngươi nghĩ nó có thể bảo vệ ngươi sao? Đi chết đi. Thước vô lượng nghiền áp tới, thế như trẻ tre. Tiểu tháp, có đỡ được không? Diệp Bắc Minh thầm sốt ruột, một cảm giác nguy hiểm tột cùng ập đến. Đệt. Không đỡ được cũng phải đỡ, chẳng lẽ bảo bổn tháp trơ mắt nhìn cậu chết à? Đệt, tháp Càn Khôn Chấn Ngục chửi thề, một bóng tháp cổ phình lên. Gồng mình chống đỡ, bùm.
Dưới lột đòn này, mọi thứ xung quanh bị hủy diệt hết. Phụt. Mặc dù tháp Càn Khôn chấn ngục đã đỡ được phần lớn uy lực, nhưng một phần mười dư lực còn lại vẫn rơi vào Diệp Bắc Minh, làm anh đã bị thương nặng rồi lại hộc máu tiếp. Vậy mà trụ được rồi. Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U, Diệp Khang, bốn người đưa ra. Diệp Quỳnh cũng che miệng, nước mắt rơi không ngớt. Diệp Bắc Minh, người thú vị hơn ta tưởng đấy, từ lúc ta có thước vô lượng đến nay, ngươi là người duy nhất bị thước vô lượng tấn công hai lần mà không chết. Nét mặt Tiêu Đế hơi thay đổi. Sâu trong đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người này, buộc phải chết. Nếu không, sau này chắc chắn sẽ là mối đe dọa đối với anh ta. Tiếc là, hôm nay không ai có thể đỡ được lượt tấn công thứ ba của thước vô lượng nữa đâu. Sau này, cũng không có. Tiêu Đế nói xong câu cuối, anh ta giơ cao thước vô lượng. Âm ầm. Trên bầu trời, vô số tia sét cuồn cuộn kéo đến, tụ lại phía trên thước vô lượng. Mọi người nhìn chăm chút. Trời ơi, thần lôi trật tư, Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U, Diệp Khang, mấy người đó sợ choáng váng. Sáu lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 đi cùng Tiêu Đế cũng liên tục lùi về sót. Thần lôi trật tự, được hình thành từ phép tắc đại đế, chỉ cần chạm vào sẽ tan thành cho bụi. Chết đi, âm ầm ầm. Thần lôi trật tự tựa như cơn sóng thần, nghiền áp về phía trước, nham thạch xung quanh sơn cốc lập tức hóa thành cho bụi. Sơn cốc sừng sững ban đầu, lại bị ế ạo đầu, trong một giây, nơi mà thần lôi trật tự đánh xuống, mọi thứ đều tan biến. Khi thần lôi trật tự đi tới vùng trời trên đỉnh đầu Diệp Bắc Minh, toàn bộ sơn cốc đã trở thành một bình nguyên thẳng cánh cỏ bay. Giọng tháp Càn Khôn chấn ngục ngưng trọng, chết tiệt, bồn tháp không hiểu phép tắc đại đế, sợ là không đỡ được đòn này. Nhóc con, cậu đi trước đi, nói xong. Tháp Càn Khôn chấn ngục dùng hết sức, cưỡng chế mở ra một con đường sống. Bồn tháp sẽ chặn đòn này cho cậu phải sống đấy. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Anh chợt cười, tiểu tháp, tôi đã bỏ ông lại để chạy bao giờ chưa? Dứt lời. Diệp Bắc Minh vung tay lấy ra một viên đan tam diệu bất tử. Đan này anh có được từ tay Triệu Thanh Tuyệt, thánh nữ Hỗn Nguyên Tông. Dùng một viên, sẽ lập tức khôi phục sức mạnh và lành thương thết. Anh nuốt luôn. Một luồng sức mạnh thần bí khó lường ngưng tụ trong cơ thể. Giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh đứng lên, chân dậm mạnh, đạo đài luân hồi, ra đây cho ta. Âm ầm. Một cái đài cao hình tròn ngưng tụ thành hình dưới chân anh. Điểm khác, trước là, đạo đài luân hồi lần này mang màu đỏ tươi. Kiếm Càn Khôn chấn ngục, ra đây. Diệp Bắc Minh đưa tay ra nắm. Một thanh kiếm thần có phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay anh. Giết. Toàn bộ lực lượng trong cơ thể, nhoáng cái đã xuyên qua kiếm Càn Khôn chấn ngục chém dai. Gào. Một con huyết long cao 10 vạn trượng lao ra, che phủ cả bầu trời. Tháp Càn Khôn chấn ngục đi cùng huyết long, lao về phía thần lôi trật tự mà thước vô lượng triệu hồi ra, cả tượng vô cùng tráng lệ, cứ như thể đây là cuộc chiến giữa đại đế vậy. Mẹ ơi, này, sao tôi có cảm giác mình đang xem hai đại đế đánh nhau vậy? Diệp Bắc Minh, thực lực của Diệp Bắc Minh khủng khiếp vậy á? Này, vậy thì đáng sợ quá, nếu Tiêu Đế không có thước vô lượng, chắc chắn không phải đối thủ của Diệp Bắc Minh. Ừng ực. Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U, Diệp Khang, bốn người quỳ trên mặt đất, run rẩy. Ánh mắt Tiêu Đế cực kỳ lạnh lẽo. Nếu không có thước vô lượng, anh ta có thăng được không? Ha hét. Giây tiếp theo, Tiêu Đế đã vứt suy nghĩ này ra sau đầu, làm gì có nhiều nếu như thế trong tay mình có thước vô lượng cơ mà. Gào. Vào khoảnh khắc huyết long chạm trán với thần lôi trật tự, nó rên lên một tiếng, giấy giụa vài giây. Sau đó hóa thành một làn huyết vụ. Rồi tan biến. Đám thần lôi trật tự khác thì đánh lên tháp Càn Khôn chấn ngục, tháp Càn Khôn chấn ngục lập tức trở nên trong suốt. Thế giới trong 99 tầng tháp bị nhìn không sót cái nào. Tháp này còn có Càn Khôn bên trong à? Sáu lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 nheo mắt. Họ đã hiểu rõ bí mật của tháp này. Mầm. Trong thần lôi trật tự, tháp Càn Khôn chấn ngục không ngừng run rẩy, kiên trì được khoảng nửa khắc đồng hồ. Cuối cùng, theo một tiếng ầm oanh liệt vang lên, tháp Càn Khôn chấn ngục từ trên không trung rơi xuống như một ngôi sao băng. Đổ về phía Diệp Bắc Minh. Nhóc con, tôi tận sức R. Tháp Càn Khôn chấn ngục bất lực. Diệp Bắc Minh cười khổ một tiếng, được. Anh ung dung nhìn chằm chằm thần lôi trật tự đang kéo đến. Ngay khi thần lôi trật tự sắp bao phủ anh, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ huyết chỉ phía sau. Con kiến hôi ở đâu đến đây, cả gan quấy rầy bổn đế thanh thu hả? Mạng của cậu ta, chỉ có bổn đế được lấy. Trong mơ hồ, bóng dáng một cô gái hiện ra từ hư không.
một bước, đã đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Ngẩng đầu lên, khinh thường nhìn thần lôi trật tự rơi xuống. Đưa bàn tay ngọc ngà ra túm một cái, đã bao phủ cả bầu trời, loại bỏ hết biển sấm sét. Thần lôi trật tự còn thu nhỏ lại trong nháy mắt, rồi hóa thành một viên ngọc lôi trong ánh nhìn chân chối của mọi người. Sao chỉ bóp một cái nát luôn? Sao có thể chứ? Tất cả mọi người gần như đồng thanh, kinh ngạc hô một tiếng. Vẻ mặt của Tiêu Đế khó coi đến cực điểm, ngươi. Ngươi là ai? Cút! Sao chỉ còn không thèm nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô ta vung một cái tát. Ngươi dám ra tay với ta ư? Tiêu Đế cầm thước vô lượng vung về phía lực lượng đang đánh tới. Bốp, một tiếng giòn vang vang lên. Tiêu Đế trực tiếp lăn ra ngoài, thước vô lượng trong tay còn không có bất kỳ phản ứng gì, anh ta thê thảm lăn đến cách đó mấy trăm mét. Kéo ra một cái khe rãnh dài mấy trăm mét trên mặt đất. Xương cốt toàn thân gãy hết. Thước vô lượng trong tay cũng bay ra, rơi vào tay Giao Trì. Này, hít, sáu lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8, hít một ngụm khí lạnh. Cứng nở người nhìn Giao Trì. Rốt cuộc người phụ nữ là ai vậy? Lại có thể tay không cướp đi binh khí đại. Đế, khiến thước vô lượng mất hết sức mạnh. Lẽ nào, cô ta là một nữ đế? Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều nghĩ đến điểm này. Họ đưa mắt nhìn nhau. Mặt mày sợ hãi. Nể mặt Tiêu Nguyên, các ngươi có thể cút rồi. Vừa nói xong. Hít. Tăng tăng tăng. Sáu lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 sợ đến nỗi run lẩy bẩy, sau khi lùi về. Sau mấy chục bước, hai chân mềm nhũ quỳ xuống. Tiêu Nguyên, Đệt, CMN, VCSL. Tiêu Nguyên là tổ tiên của nhà họ Tiêu, tổ tiên ở cảnh giới đại đế. Thế mà nữ nhân này lại quen với vị. Lên cảnh giới đại đế Kiều chắc chắn cô ta là một vị nữ đế rồi. Xoẹt xoẹt suốt. Sáu lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 toát mồ hôi. Tiền bối, chúng tôi đi ngay đây. Quên luôn cả cách đi rồi. Mấy người như chó điên, nằm bò trên mặt đất, điên cuồng bò về phía Tiêu. Đế, đỡ anh ta dậy, rồi chạy trối chết. Sau lưng lại nghe thấy giọng nói hờ hững của Giao Trì, nhớ kỹ, chuyện hôm nay kẻ nào dám truyền ra nửa chữ thì chết, vâng, vâng, vâng. Sáu lão giả cảnh giới tế đạo dừng lại, điên cuồng dập đầu mấy chục cái. Rồi khiêng Tiêu Đế biến mất, đến lúc này. Giao Trì chậm rãi quay đầu lại, gương mặt cao ngạo hiện lên nét tức giận, ngươi, đáng chết. Giao Trì giơ thước vô lượng lên, hướng về phía đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười, đứng yên tại chỗ, không có hành động gì. Khi thước vô lượng chỉ còn cách Diệp Bắc Minh một tí tóc, suýt thì chạm vào người anh. Diệp Bắc Minh vẫn làm thinh, tại sao ngươi không né? Giao Trì quyết định, chỉ cần Diệp Bắc Minh phản kháng, cô ta sẽ để thước vô lượng nghiền áp qua luôn. Tên này lại dám lấy đi sự trong sạch của cô, thật là khốn kiếp. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô thấy tôi còn trốn được không? So với chết chật vật, chẳng thà chết thong thả còn hơn. Và lại, chết trong tay cô có thể nhớ tôi suốt đời rồi. Ngươi! Giao Trì cắn môi. Cô ta là nữ đế, nhưng suy cho cùng vẫn là một người phụ nữ. Cho dù cô ta không thích Diệp Bắc Minh, ban đầu cũng chỉ lợi dụng Diệp Bắc Minh, nhưng dù gì anh cũng là người đàn ông đầu tiên, và cũng là duy nhất của cô ta. Giết ư! Một Giao Trì sát phạt quyết đoán, giờ phút này lại do dự. Thôi, hôm nay tâm trạng bổn đế tốt, đợi hôm khác tâm trạng ta không tốt, xế giết ngươi xô. Giao Trì nghiến răng nghiến lợi. Mấy người Diệp Quỳnh, Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U, Diệp Khang. Nét mặt họ hơi là lạ, và khiếp sợ. Đây rõ ràng là không muốn giết mài. Bọn họ nhìn ra rồi. Thước vô lượng này, ta tạm thời phong ấn nó. Trong vòng một canh giờ, nó sẽ phá phong ấn, bay về nhà họ Tiêu. Muốn xử lý thế nào, người tự xem rồi làm đi. Nói xong, ném thước vô lượng cho Diệp Bắc Minh. Sau đó, Giao Trì bước một bước, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Bắc Minh cầm thước vô lượng, anh thấy có cảm giác dày dặn, Giao Trì đưa thước vô lượng cho mình là có ý gì nhỉ? Còn nhấn mạnh, chỉ có một canh giờ. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh choàng hiểu ra, anh hô, tiểu tháp, ông chết chưa? Nếu chưa chết thì hấp thu nó cho tôi. Ai cùng lúc đó, tại lối ra của vô căn chỉ địa. Sáu lão giả hoảng hốt đỡ một thanh niên cả người là máu, đang hấp hối. Mắt trợn tròn, môi run run lao tới. Đây là cảnh giới tế đạo tầng 8, đây chẳng phải là mấy trưởng lão nhà. Họ Tiêu à, mau nhìn đi, cái thanh niên bị thương kia, hình như là Tiêu Đế. Tiêu Đế á, Tiêu Đế có hoàng kim thần thể á, sao lại bị thương ra nông nỗi này? Có chuyện gì thế nhỉ?
Nhìn dáng vẻ của mấy trưởng lão nhà họ Tiêu, có vẻ họ đã chịu kích thích cực lớn. Xung quanh cửa truyền tống, rất nhiều tu võ giả trố mắt nhìn. Một lão giả vội vàng đi tới, có chuyện gì vậy? Thánh tử sao rồi, ông ta phụ trách bảo vệ cửa truyền tống, không cho ai rời đi. Sáu lão giả như bị tâm thần vậy, điên cuồng lắc đầu, không nói được, không nói được. Đi, mau rời khỏi chỗ này, đi. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên huyết trì. Thước vô lượng run lẩy bẩy, lực lượng đế đạo cực kỳ tinh thuần bên trong tuôn ra như lũ. Phía dưới thước vô lượng, tháp càn khôn chấn ngục giống như một miếng bọt biển thiếu nước. Điên cuồng hấp thu lực lượng của thước vô lượng. Ha 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 ha, đã, quá đã, nhóc con, không ngờ trong những năm còn sống, bổn tháp lại được hút lực lượng của hai kiện binh khí đại đế. Ha 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 ha, nếu mà hút nhanh hơn tí nữa, có khi bổn tháp có thể biến chất thật đấy. Tháp càn khôn chấn ngục kích động lắm. Một canh giờ xô, thước vô lượng rú lên một tiếng, hóa thành một tia sáng, chật vật phá không mà đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 138.